một bé gái 2 tuổi ở với bà ngoại. Ở với bà ngoại, nói chung là ở bên mẹ đúng không? Dạ, và đúng bà ngoại canh giùm, chăm sóc giùm. Vậy tổng cộng nhà có 2 gái đó. Bé 2 tuổi nữa đó. Thì con cũng đã từng đổ vỡ rồi, thì cái vấn lý do mà quan trọng nhất đó là con bị thiếu thốn về tình cảm á. Cho nên là con muốn mỗi người sau này của con á là giàu tình cảm, không có sống vô tâm. Ngon à. Ngon à. Coi như bông bưởi à, nhưng mà giỡn à. Xinh đẹp á. Ừ, nước ai nước ai nước 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 đê à chứ không phải. Đó, chính xác, chính xác. Tao mở ra luôn nào, thử luôn nào. Dạ, thử luôn nha chị ha. Thử áo khác coi. Ngại quá. Cái gì luôn? Trời ơi. Wow, mặc luôn. Mặc luôn nào, mặc luôn đi chị. Ấy cái cổ ra cưng, ấy cái cổ cho anh cho nó chỉnh chu xong rồi mặc luôn đi cưng. Vừa luôn, vừa luôn. Có điềm rồi nha, có điềm rồi đó. Dạ được rồi. Trời ơi. Em tên là Ngô Đình Đào. Em năm nay 42 tuổi. Làm nghề rửa xe. À, dạ. Mình rửa xe là rửa xe máy, rửa xe ô tô. Dạ, tất cả xe ô tô, xe máy. Ồ, hay. Dạ, ngày nay hot lắm á. Rửa xe giờ 80, trăm mấy không á. Dạ. Rửa ở đâu vậy Đào? Dạ, ở đường Đồng Đen, Bầu Cát, Tân Bình, Tân Bình. Con xin chào cô Hồng Vân ạ. Con chào chú Quyền Linh. Và em chào bạn nam bên kia. Em tên là Trần Thị Ngọc Bích, năm nay em 29 tuổi. Hiện tại thì em đang kinh doanh 2 tiệm áo cưới ở Thủ Dầu Một Bình Dương. Một mình em mà có 2 tiệm kinh doanh là của một mình em hết đó. Dạ, em gầy lên, em quản lý hết luôn. Dạ đúng rồi ạ. Trời, rất là giỏi nha em. Còn bên nam là tiệm rửa xe, cũng là dịch vụ phục vụ khách hàng. Chăm sóc khách hàng luôn á. Anh nghĩ rằng hai em là có một cách giao tiếp với khách hàng rất là tốt mới làm được điều đó. À, nhà trai giới thiệu một chút ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Cái khả năng giao tiếp thì em cũng có chút, nhưng mà không biết đó là ưu hay là khuyết, tại vì cũng nhiều bạn gái cũng không thích em. Sợ lỡ trong khuyết điểm của em thì nhiều lắm mà kể không hết. Thí dụ vài cái khuyết điểm đi. Ở giờ rồi khuyết điểm mà là với không gọn gàng. Ở dơ mà không gọn gàng nó còn mệt dữ nữa. Nóng tính. Ở dơ không gọn gàng, ta nói cái nóng tính. Cái là ta. Ủa nhưng mà ở dơ ngày anh tắm mấy lần? Dạ không, cơ thể thì không có nổi dơ, nhưng mà cái phòng ngủ cơ thể nó phòng ngủ sạch. Dơ đúng không? Phòng ngủ bừa bộn đúng không? Thậm chí cái chỗ rửa xe nó sạch hơn cái phòng ngủ luôn. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng rồi, tại cái đó là nơi khách nó tới rồi mình phải chăm chút cái đó. Ừ. Còn cái phòng ngủ mình đâu có ai vô đúng không? Dạ. Nửa vợ vô, vợ lo cái phòng ngủ được. Ừ, thôi để hỏi bên đây có tính tình ta có gọn gàng không nè? Dạ gọn gàng. Gọn gàng có sạch sẽ không? Dạ có, tại vì em làm bên ngành cưới á. Ừ, thì đó thì để hỏi vậy để mai mốt bù lợi cho anh kia. Điểm mạnh của em đó là em sống tự lập. Em giỏi giờ về giao tiếp. Em rất là đam mê kinh doanh. Em máu kinh doanh dữ lắm. Và em rất là biết cách lấy lòng người lớn. Ừ, cắp vô một cặp là coi như lấy hết tiền của thiên hạ luôn. Ghê thiệt chứ. Không chừa phần ai. Chào chị. Chị ở bên đây chị ấn tượng với cái giọng nói của em ghê luôn. Cái voice của em rất là chắc. Ai cũng thương chị. Mà nó vang á. Yeah. Những người đàn ông vậy thường hay thành đạt á. Yeah. Em thấy anh Quyền Linh không? Giọng anh thấy ghê không? Bởi vậy MC quốc dân là vậy đó. Vậy là Đào có mấy mối tình rồi? Em có gia đình và em ly hôn khoảng 7 năm nay rồi. Có con chưa? Em có con? Dạ có rồi, một bé gái 13 tuổi. Dạ. Ở với mẹ? Dạ. Ta hay nói là con chim mà nó bị thương rồi đó thì nó ngại đậu lên những cành cong, nhưng mà em chưa kiếm được cái cành nào thẳng, nó chắc là nó không có dám đậu. Vậy nói ra nó hơi yếu xíu, nhưng mà thực tế là như vậy. Chia tay đó là ai chủ động trước? Cả hai cùng chủ động chị. 7 năm qua thì có gặp lại nhiều không vậy em? Dạ tụi em vẫn giữ liên lạc ở góc độ bạn bè để tạo điều kiện chăm sóc con. Chăm sóc cho con. Dạ. Có khi nào mà ta nghĩ người ta nói tình cũ rượu cũng tới không? Dạ cũng có một chút giai đoạn, nhưng mà nó cũng lâu rồi, nhưng mà cả hai cũng nhìn nhận là không được. Thì không thể được. Dạ không thể được nữa. Giống như cái đinh mà đóng vào cái miếng dán là rút ra nó vẫn còn cái lỗ. Người đàn ông thế để đàn gái hiểu đúng rồi. Rõ hơn về đàn trai. Nhưng mà con gái em nó có đồng ý cái chuyện là nếu mà em có người mới không? Dạ có. Cách đây hai bữa em có nói. Bé vẫn nói là ba lên đó thì ba cũng nói là ba có một người con là con nha. Thấy thương á, đã bằng tuổi Bí Ngô với lại Lê Mạc Dẻ đó. Thành ra là cái tuổi đó là tuổi nhạy cảm lắm á. Yeah. Mà em vui, em đồng ý cho ba em thì mọi chuyện là suôn sẻ hết, không có vấn đề gì. Không có, nó nhằn cũng mệt lắm. Đó không, em không chịu là cũng mệt lắm á. Yeah.
Ok, rồi bây giờ hỏi tới nhà gái nè. Em có ngại về cái vấn đề anh nó một lần gãy đổ không? Dạ không sao ạ, tại vì thật sự thì em cũng đã từng ly hôn rồi ạ. Ồ, tức là ly hôn bao lâu rồi? Dạ được 2 năm rồi ạ. Được 2 năm, lý do? Chung là cũng do hai đứa em thôi ạ, chứ không phải riêng vì một mình ai hết. Dạ. Rồi em có con chưa? Dạ có, em có một bé gái 2 tuổi. Ở với bà ngoại. Ở với bà ngoại, nói chung là ở bên mẹ đúng không? Dạ, rồi đúng bà rồi. Ngoại canh giùm. Dạ. Chăm sóc giùm. Dạ. Tổng cộng nhà có 2 gái đó. Bé 2 tuổi nữa đó. Dạ. Rồi đến quan coi nhà gái sao nha. Đào 42 tuổi cũng đâu có lớn tuổi gì lắm đâu. Nhìn trẻ lắm nghe, 42. Con chào chú Nguyễn Linh. Trời ơi, em gái xinh đẹp. Chào anh thôi, để anh để chú bị tổn thương. Chú đó. Cũng được, chú bác chào, thì cũng được. Chào chú cả. là anh bị tổn thương đó cưng. Không sao đâu, chú bác thì cũng được hết. Dạ. Chú là idol của con á. Hả? Chú là idol của con á. Cảm ơn con nha. Rồi, bà nhà gái mong muốn một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ thì con cũng đã từng đổ vỡ rồi, thì cái vấn lý do mà quan trọng nhất đó là con bị thiếu thốn về tình cảm á. Cho nên là con muốn mẫu người sau này của con á là giàu tình cảm, không có sống vô tâm. Có một mẫu hình lý tưởng nào không? Cao 1m7 trở lên. 7 trở lên. Tại vì con cũng lùn quá. Cho nên là con muốn bạn trai của con cũng cao cao chút xíu. Bạn trai của con là không hút thuốc, không vũ phu nha. Và phải đam mê kinh doanh giống như con cũng thích kinh doanh vậy lắm. Con thích bạn trai con là đam mê kinh doanh để có thể dạy cho con nhiều bài học hay về kinh doanh này nọ. Đây đam mê kinh doanh có rồi đó. Dạ. Nhưng mà còn cái hút thuốc, nhậu nhẹt, vũ phu gì đó. Sự là cũng không thích người đàn ông vũ phu và chắc chắn là em không có tính đó. Nhưng mà hút thuốc thì em có, với lại 1m7 thì em không tới. Tại vì em có 1m65 mà. Thường mà em làm mặt ngầu lắm, mặt lạnh lắm. Nên hay là gọi em là Đào lạnh lùng là vậy. Vừa lùng mà mặt lạnh nữa, nên là lạnh lùng. Ở bên đây thì thấy rằng là bạn gái đang muốn 1m7 thì anh nghĩ rằng đây 1m65 mang dài lên cũng không sao. Ha? Mang dài 7 phân lên, từ giờ ta mang cả tất không à. Thành à, bây giờ thì mình hỏi ý kiến người thân đi. Hôm nay em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với em gái của em chơi thân ạ. Chào em gái. Rồi. Dạ. Dạ, con chào chú rồi, Quỳnh Linh và cô Hồng Vân ạ. Dạ, con là em của chị Bích ạ. Thì em thấy anh này cũng rất là dễ thương. Với chị của em rất là giỏi về kinh doanh. Dạ, nói chung chị em rất là mạnh mẽ luôn. Nếu mà được thì em mong hai người lại thành một cặp ạ. Rồi. Anh cảm ơn em. Rất là xúc tích luôn á. Trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với một người anh họ của em là anh Minh, với lại một số anh em đồng nghiệp. Tuy anh rất là trẻ nhưng tại nể râu nhìn hơi già. Xin chào chương trình, chào MC Hùng Vân. Dạ em chào. Chào MC Quyền Linh. Tôi là anh của Ngô Đình Đào. Anh em là anh em họ mà chơi với nhau cũng như là anh em ruột thân lắm. Cho nên là mình biết tính em mình, nói chung là nó rất đam mê mà nó là chân thật, là chịu khó nữa. Bây giờ tôi nhận xét về cô Đào Bích đây là tôi thấy là cô này dễ thương à, ngon à. Ngon à, trắng coi như bông bưởi à, chứ không có giỡn à. Xinh đẹp á. Cái nước này nước D à, chứ không phải nước hết. Chính xác. Cho nên là anh thấy như này Đào. Dạ. Hai người thấy thì nói chung là một người thì đã từng gãy gánh, một người thì cũng lỡ chuyến đò. Anh thấy là nó hợp thì em và Bích thì mình cho nhau một cơ hội ha. Cũng mong cho cặp đôi này là vợ thành chồng. Để anh đi đám cưới, đi mô tô rồi mình làm rước dâu đồ với ồn ào đồ, đúng không? Rồi, xin cảm ơn chương trình. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Mở rào. Anh chào em. Anh chào anh. Quá trời trời đó. Tôi phải lên tôi cầm phụ anh rồi đó. Anh có bó hoa tự làm, nó không được đẹp nhưng mà đây là cái tấm lòng của anh. Cảm ơn anh nhiều ạ. Cái này là đẹp lắm rồi á. Cái này chay nước hoa. Em cần xịt không anh? Đúng rồi đó, xịt cái mùi, mùi nó đúng cái mùi của mình hay không? Cái gu mình không đúng không? Lâm cho nó thơm coi. Anh xịt cho em nha. Đó, cưng ghê không? Đúng mùi mình thích không nè? Dạ mùi thơm lắm chị, dễ thật dễ chịu lắm. Không nhận thơm, y dầu thơm luôn. Thơm thiệt. Dạ anh ơi, em cũng không biết tặng anh cái gì á. Em là bên ngành cưới á. Cho nên là em sẽ tặng anh bộ đồ vest ha. Trời ơi, rồi, mở ra luôn. Dạ, anh cũng muốn mở thử đi coi nó có vừa không. Đào mở ra luôn nhiều. Đào, thử luôn dạ, Đào. Em thử luôn nha chị ha. Thử cái áo khác coi.
Ngại quá. Tay kia luôn, tay kia. Trời ơi. Ôi. Wow, mặt luôn. Mặt luôn đâu, mặt luôn đó chị. Ấy cái cổ ra cưng. Ấy cái cổ cho ảnh cho nó chỉnh chu xong rồi mặt luôn đi cưng. Vừa luôn, vừa có luôn. Có điềm rồi nha, có điềm rồi đó. Dạ được rồi. Trời ơi. Hai đứa chụp tấm hình luôn đi. Giống như quá trời. Anh cảm ơn em rất là nhiều. Vừa in luôn á, ghê thiệt chứ. Chúc mừng. Rồi hai đứa nói chuyện đi. Dạ hồi nãy em có nghe anh nói đó, là anh nóng tính á. Dạ không biết là anh nóng tính như thế nào vậy anh? Anh chơi mô tô. Anh nóng tính là anh lấy xe, anh chẳng hạn như anh chạy ra Phan Thiết rồi anh chạy về. Vậy đó, nếu mà nhà có đồ gì để rẻ thì đập một hai cái. Chứ, vậy thôi chứ không có cái chuyện vụ phu. Lúc nóng lên sao biết được cái nào rẻ, cái nào mắc. Cái kia lựa chứ. Có một sự tính toán nhẹ hả? Anh nóng là anh đừng đập em là được. Chắc đập đồ nhựa không quá ha. Ừ. À, thí dụ hẹn hò nhau em ở Bình Dương đúng không? Dạ đúng rồi, em ở Bình Dương. Ở Thành phố Hồ Chí Minh để xem thế nào. Vậy anh cảm thấy đó, khoảng cách nó xa quá không? Anh trời có... ơi, cái mô tô người ta phóng một cái dèo. Giận người ta đi Phan Thiết rồi sáng đêm người ta về người. Bình Dương là cái gì đúng không em? Dạ. Ừ. Chạy từng tiếng là tới với em à. Dạ. Làm gì tới. Cái khoảng cách địa lý thì theo anh nghĩ thì nó cũng không có gì là cản trở. Em hỏi thử đi, nó anh Đào anh nhìn em có anh thấy nhắm cái cành cây này nó có thẳng không hay là nó cong? Cơ bản là nó cứng. Cứng để đậu được đúng không? Cứng đưa cứng để đậu được rồi đúng không? Thì cảm giác em thôi thì cái gì cũng phải có thời gian thì em nghĩ vậy. Dạ thì thật sự thì khi mà em đã trải qua một lần rồi em niềm tin về hôn nhân em nó bớt đi nhiều rồi á. Em sợ cái cảm giác đó một lần nữa cho nên là em phải làm cái người nào đó làm cho em thật là sự tin tưởng chắc chắn là sẽ mang tới hạnh phúc cho em á thì em mới dám thêm một lần nữa chứ em cũng sợ. Đúng đó. Dạ. Anh thấy thế này nè. Đúng rồi. Giữa hai em á đều chững chạc hết rồi. Dạ. Có thể quyết định rất là sớm nhưng có thể không quyết định gì cả. Dạ. Nếu như chính xác chúng ta biết đây là một nửa yêu thương của mình, quyết định luôn. Dạ. Anh nghĩ rằng là em nên đến bên bạn gái, nắm tay bạn gái để chúng ta có thể trao nhau một cảm xúc đầu tiên. Anh nắm tay đi. Nắm hai tay luôn, nhìn thẳng. Nắm hai tay luôn, nhìn thẳng mắt cô gái. Vì sao anh nhớ em thế này? Trời ơi, tôi tưởng tất nhung hoàng. Nhớ hả? Đông đầy trong lòng mặt. Trời ơi hát. Buổi chiều con gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em hỡi em có hiểu có hay. Hay quá em ơi. Trời ơi. Bích hát đi, nhìn tặng hát Đào một bài đi. Này này là anh gì ơi, anh gì ơi, anh gì ơi. Ở lại và yêu được không, yêu được không, yêu được không. Đời này ta chỉ mong bên dòng sông ngoài có nhớ có thương. Ý, được đấy. Đấy. Một chút hàng thùng như thế, đó là một trong những điều rất là ấn tượng. Ngày hôm nay anh nghĩ rằng là các bạn đủ lớn, đủ suy nghĩ, đủ để chúng ta có thể quyết định một điều lớn lao trong cuộc đời của mình rồi. Và tiến hành bấm nút thôi. Nếu các bạn cảm giác đây một nửa bạn gái của mình, bấm ngay, đừng chờ đợi gì cả. Đúng rồi, không cần tôi đếm nếu luôn. Nếu thích, chúng ta bấm luôn. Một. Nếu đúng, bấm. Không đúng, chúng ta nhường nút bấm cho người khác. Hai. Đó, người ta bấm mất rồi. Hai, ba rồi, xong. Hết thời gian. Đào rất là nhanh nhạy nha. Một cái phật là bấm liền thôi, không cần suy nghĩ. Bấm tay nào. Nói với các bạn, thật sự là đủ lớn để quyết định những điều lớn nhất trong cuộc đời của mình rồi. Rồi Đào ơi. Yeah. Đặt một nụ hôn đầu tiên đi, hồi nãy thấy mấy ông anh suối quá suối kìa. Hưng đi đó. Bây giờ đến cơ hội của em rồi đó. Yeah. Mà anh khoái dứt cái đoạn đó thôi. Của anh trai em đang gọi là công tác và ở nhờ đấy. Nhưng mà mốt lấy nhau là ở nhờ luôn hai chồng hay là... Dạ không, chứ cái này thì mình cũng phải tính chuyện ở riêng chứ chị. Ta có khổ phần trong công ty rồi, giỡn hoài. Phải hỏi cho rõ nè. Cô này cô đang ở Sài Gòn, cô làm việc và em ở trên Đắk Lắk. Mình có thể sắp xếp thời gian để gặp nhau hoặc là mình xin nghỉ để dành cho nhau. Nghỉ là mất sở hữu của người ta đó. Người ta làm tóc mà nghỉ ngày là mất sở hữu của người ta. Nhưng đồng ý mỗi tháng vô thăm cậu lần không? Dạ được. Bây giờ bạn nữ người ta, phụ nữ ai cũng muốn nhõng nhẽo, dù khi người ta bệnh hay người ta mệt gì đó. Rồi cái tối người ta muốn anh ơi vậy đó, mua cho em tô bún, tô phở gì đó. Rồi em ở xa quá rồi những khúc đó rồi làm sao? Thì lúc đó. Dạ. Em xin chào anh Quyền Linh. Em chào chị Cát Tường. Dạ. Em xin tự giới thiệu, em là Sơn, năm nay 26 tuổi. Em hiện giờ đang là tài xế cũng như là quản lý một cơ sở sản xuất nước khoáng đóng chai tại Đắk Lắk. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu.
Quỳnh Linh và anh người chơi bên đó chẳng hạn gì khán giả. Vâng, chào em. Dạ. Dạ em tên là Quanh. Quanh. Quanh năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em 26 tuổi. 26 luôn. Quê ở Gia Lai, hiện em đang làm thợ tóc ở trong này. Quê ở Gia Lai và sinh sống làm gì trong này luôn? Dạ. Nhà là mình có tiệm riêng hay mình đi làm thợ cho người ta? Em làm cho chủ. Làm cho chủ. Mình có thời gian để đi hẹn hò không? Dạ có, nhưng mà đi chơi hơi muộn. Mà làm tới mấy giờ thì mình nghỉ? Dạ 9 giờ tối. 9 giờ tối có nghĩa là giờ hẹn hò đi chơi là phải đi sau 9 giờ. Dạ. Cái ưu điểm của em là gì? Em thì tính thì luôn có trách nhiệm trong công việc. Nhưng mà có cái lúc ai mà là không có ý là hãy cằn nhằn lắm. Vậy còn cái điểm yếu của mình, khuyết điểm của mình là gì? Khuyết điểm á hả? Thì nói chung là nói hơi nhiều. Nói nhiều? À. Bạn có thích gái nói nhiều không? Dạ, nếu mà nói nhiều ấy thì không sao, nhưng mà đừng nói cằn nhằn là được đấy. Bạn ở quê ở Đắk Lắk hả? Dạ không ạ, hiện tại em đang công tác ở Đắk Lắk và quê ở Thanh Hóa, em sinh ra lại ở Tuyên Quang. Nhưng mà vào Đắk Lắk là ở ngoài Đắk Lắk luôn, là quản lý cái cơ sở nước nước khoáng đó của bạn hay là bạn làm quản lý thôi? Dạ em làm quản lý mà cũng chung vốn với lại em, anh trai. Có cổ phần. Dạ. Anh trai anh ruột của em. Dạ vâng. Như vậy kinh tế cũng ổn định chứ nhỉ? Dạ. Ủa nhưng mà xa lắm phải không anh Linh? Đắk Lắk thì vào đây thì cũng vài trăm cây số. Nhưng mà cô này ở Sài Gòn, người ở Đắk Lắk. Nhưng mà cô kia ở Gia Lai mà. Gia Lai là quê thôi. Gia Lai thì Đắk Lắk thì cũng gần nhau anh ạ. Đúng rồi. Cô chỉ vào Sài Gòn làm việc thôi mà. À, vậy là nếu lấy nhau là về quê ở luôn ha. Dạ, em không thích sống ở quê. Sao vậy? Dạ, tại vì cái nghề này về quê làm không có được. Ở dưới quê người ta cả năm trời người ta mới đi làm một lần. Tại vì người ta đi ruộng suốt rồi. Trời ơi, Đắk Lắk sao đi ruộng? Ta đi ruộng như vậy suốt rồi. Giờ nó phát triển lắm mà em. Dạ. Em thích người phụ nữ như thế nào? Thì em thích người phụ nữ có cá tính. Cũng phải có một chút gọi là quyết đoán nữa. À. Bạn có nói được, bạn có làm được hay không? Nói chung ai cũng mong muốn là có một người con gái đoan trang, thùy mị. Rồi còn gì nữa? Cao, thấp? Nói chung là cao khoảng 1m60 trở lên và có vốn nấu ăn. Em cao mét mấy? Dạ, em có cao 1m75 thôi chị ơi. 1m75 hả? Ủa em cao mét mấy? Em cao có 1m50 à. Có 1m50 à, được không? Được không anh? Dạ, nói chung là có thể nhích lên nhích xuống chị ơi. Nhích lên gì được, chiều cao ta lại dậy được chứ nhích gì được. Tiêu chuẩn của em có thể nhích lên nhích xuống đó chị. À. Ủa mà trước này em có mối tình nào chưa? Dạ em có 2 mối tình. 2 mối tình, chia tay bao lâu rồi? Dạ cũng được 3 năm rồi. Trong 3 năm nay là không có đối tượng nào theo đuổi luôn hả? Có, nhưng mà tại vì công việc của em ở suốt trong tiệm á, thành ra nhiều lúc người ta rủ đi chơi mấy lần mà đi không được, thôi người ta bỏ cuộc luôn. À, chà giờ cũng khó quá, hẹn hò thì cũng khó. Nhưng mà có đặt ra cái chuẩn người đàn ông của mình là như thế nào không? Thì nói chung hồi đó thì biết quan tâm, chăm sóc và chia sẻ được, thông cảm công việc của em làm là ok. Nhưng mà bây giờ cái cặp đôi này hẹn hò khó khăn quá anh Linh ơi. Cô này bây giờ cô làm suốt ngày từ xa, cô ở trong tiệm tóc luôn, rồi làm từ sáng đến 9 giờ tối. Em ở trong tiệm tóc luôn vậy đó hả? Dạ. Ví dụ giờ cái người yêu em, ta có công việc ổn định ở Đắk Lắk, về quản lý cái hãng nước khoáng đó, nước suối đó, xong ảnh chạy xe, rồi ông thậm chí mở cái tiệm. Cho em mở cái tiệm muốn tóc trên đó ở Đắk Lắk luôn. Chịu không? Dạ được. Dạ được. Trời ơi, có gì đó thôi mà. Thì đó, cái đó phải để đàn ông thuyết phục chứ em nói sao được à. Bây giờ có cái điểm... mở tiệm uống tóc, làm tóc cho cô ấy không? Có. Có luôn hả? Dạ. Nếu anh và em đến với nhau thì em sẽ có một tiệm uống tóc, mà tiệm làm tóc thì em có chịu không? Dạ được anh. Giờ không cần đặt tiêu chuẩn gì luôn hả? Tình yêu ấy ghê không? Đưa ra quá chừng tiêu chuẩn luôn, cao 1m7, 1m6 gì đó. Cuối cùng là không cần tiêu chuẩn gì hết. Cái điều gì em không thích ở người đàn ông? Để chị qua coi mặt cho em nè. Không thích hả? Nói nhiều, nóng tánh. Nãy giờ anh là thấy có nói nhiều không? Dạ không. Ngoài ngoại hình? Không, hút thuốc. Ngoại hình thì cao 1m65 trở lên được rồi. Em có hút thuốc không? Chị thích em rồi đó. Dạ, em có hút thuốc nhưng mà nói chung có thể bỏ được chị ạ. Đó, thấy chưa? Rất là quyết liệt luôn. À, mình lấy nhau ra Đắk Lắk ở là mình ở chung gia đình cha mẹ hả hay là mình... Dạ không, em đang làm ở đó thôi chứ còn ba mẹ em vẫn ở Tuyên Quang. Nhưng mà giờ cái chỗ ở Đắk Lắk là có nhà cửa gì chưa? Hiện tại thì có nhà rồi chị. Nhà của ai? Nhà của anh trai, em đang gọi là công tác và ở nhờ đấy. Nhưng mà mốt lấy nhau là ở nhờ luôn hai chồng hay là... Dạ không, chứ cái này thì mình cũng phải tính chuyện ở riêng chứ chị. Ta có cổ phần trong công ty rồi, giỡn hoài. Thì phải hỏi cho rõ nè. Cô này cô đang ở Sài Gòn, cô làm việc, rồi em ở trên Đắk Lắk. À, mình có thể sắp xếp thời gian để gặp nhau, hoặc là mình xin nghỉ để dành cho nhau. Nghỉ là mất sở hữu của người ta đó. Người ta làm tóc mà nghỉ ngày là mất sở hữu của người ta. Nhưng đồng ý mỗi tháng vô thăm cổ một lần không?
Dạ được. Bây giờ bạn nữ người ta, phụ nữ ai cũng muốn nhõng nhẽo, dù khi người ta bệnh hay người ta mệt gì đó, rồi cái tối tối người ta muốn anh ơi vậy đó, mua cho em tô bún tô phở gì đó, rồi em ở xa quá rồi những khúc đó rồi làm sao? Thì lúc đó thì nhờ bạn kế bên. Hả? Đúng rồi. Nhờ ai? Ví dụ bạn gái kế bên. Được, tôi thích bạn rồi đó, rất là quyết liệt. Cô gái mới vậy mới được chứ. Nhưng mà bây giờ thì hỏi thiệt em nè, nếu như nãy giờ anh nói vậy rồi đó, bây giờ trường hợp ví dụ lâu lâu anh xuống đây, một tháng anh xuống một lần anh chơi với em, thì em có xin chủ để đi chơi rồi để tìm hiểu nhau được không? Không, giờ phải có sao, hỏi thăm chị chủ ơi, hôm nay có bà chủ em đi với em không? Dạ có ạ. Có, hỏi luôn. Trời ơi, chủ đâu, chủ đâu? Ở xanh. À, chào chị. Đó, có bà chủ quyết định luôn nè. Đó, tình yêu là do chị quyết á, chị cho đi mấy ngày tuần. Trước tiên là chị thấy anh bên đó được không? À, cũng được chị. Thí dụ lâu lâu em trai này vô một ngày thì em cũng sẽ sắp xếp cho bé Oanh để nghỉ một ngày. Vậy thí dụ đám hỏi cho nghỉ mấy ngày? Đám hỏi thì em cho nghỉ nguyên tháng luôn, tại lúc đó em tìm thợ khác rồi. Trời ơi, thấy chưa. À, giả dụ em và Oanh quen nhau thì em có thể về gia đình Oanh xin ba mẹ cho hai bọn em tiến tới, thì lúc đó chị có thể sắp xếp thời gian cho bọn em không? Được chứ, tại vì cái chuyện đó đã chị cho bé Oanh hôm nay đến đây. Thì dạ, cái chuyện để hẹn gặp nhau với em thì đương nhiên là chị phải quyết định cho bé Oanh nghỉ được chứ. Dạ. Dạ, cảm ơn chị. Ủa, hiện giờ là ba mẹ em ở đâu? Dạ, mẹ đang ở quê. Ba mẹ em ở quê là làm gì? Dạ, mẹ thì ở nhà nuôi heo, ba thì làm rẫy cà phê. À, kinh tế có ổn định không? Dạ, kinh tế thì bây giờ nói chung nó cũng hơi xuống, cho nên em phải giờ em vừa đi làm mà phải vừa lo cho ở nhà. Em của em mới đi học ra trường. Em đi làm là em lo cho em đi học luôn. Dạ, rồi phải nếu mà dư thì gửi về quê cho mẹ nữa. À, cũng vất vả quá ha. Thôi hy vọng rằng có anh ấy anh mở cho em cái tiệm tóc cho em đỡ gần nhà, vừa về chăm sóc ba mẹ được. Dạ. Đó, mà đã vậy là có cái công việc mình làm ổn định nữa. Rồi, bây giờ kéo màn lên. Các bạn có 2 phút để nhìn nhau, trao đổi với nhau và quyết định. Dạ, xin chào anh. Chào em. Dạ. Anh có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. À, nếu mà có người mà chăm lo cho cuộc sống của em cũng như là tương lai của em thì em nghĩ như thế nào? Dạ được. Nếu mà anh có thể chia sẻ được, lo được cho em thì em ok. Anh nói thêm với em là công việc của anh thì nó cũng khá là bận rộn. Anh có thời gian dành cho em thì lúc đó em có thể thu xếp thời gian dành cho anh được không? Dạ được. Nếu mà em và anh đến với nhau thì anh nghĩ hy vọng là mình hợp nhau. Dạ. Bạn nữ là còn phải lo cho em, lo cho ba mẹ nữa, ngoài quê nữa, bạn có ngại gì không? Thì em của anh thì cũng như là em của em thôi. Cái vấn đề đấy thì em rất tôn trọng. Hồi nãy em nghe nói anh có thuốc hả? Anh có thuốc. Anh có thể bỏ thuốc được không ạ? Thà bỏ thuốc chứ không bỏ vợ. Dạ. Cảm nhận của em như thế nào về một người mà có nghề nghiệp như anh? Nói chung thì em thì không thích người làm nghề tài xế. Nhưng mà tại vì em nghe nói nghề tài xế làm đi hoài mà lăng nhăng lắm, tại vì em hơi sợ. Nhưng mà anh làm việc hành chính, tức nghĩa là làm trong ngày thôi chứ không có tăng ca. Nếu mà gọi là đi xa thì anh có thể gọi điện báo cho em biết. Dạ, ví dụ như mà quen nhau được rồi, cưới nhau về thì ở đâu anh? Ở nơi nào mà cái công việc của mình nó ổn định. Cái việc về quê đầu tư ấy, thì một phần là góp cho quê hương phát triển, một phần là để dễ chăm lo cho ba mẹ. Thì em muốn ở riêng thì được không? Thì nói chung gọi là chăm sóc ba mẹ thôi, chứ còn mình vẫn ở riêng mà em. Thì anh Quỳnh Linh cũng như chị Cát Tường nói là mỗi người bước chân lên chương trình thì đều gọi là cho nhau một cơ hội. Thì không biết em có dành cơ hội đấy cho anh hay không? Anh đã chút bắn chung thì em sẽ biết. Anh cũng như mọi người khác, anh đến đây anh sẽ cho ai đó một cơ hội. Dạ. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Đắk Lắk và Gia Lai. Tuy 2 mà 1. 3 2 1 Đó.
Rất là thiệt chứ, mình thích cái bạn này dễ sợ luôn. Bạn rất là quyết liệt luôn. Hồi đó giờ lên đây á, là toàn anh Quỳnh Linh với Cát Tường á, đề nghị nắm tay mới nắm. Còn lần này vừa bấm chuông cái đứng lại là tự động qua nắm tay luôn. Thích bằng nữ chứ. Mình thích dạ. Hiện tại là nói chung là cảm xúc dâng trào nên là khá run. Nếu mà em sắp xếp được thì xuống khoảng 1 tháng xuống 1 lần. Tháng nữa 1 lần. Dạ vâng. Rồi bao lâu đám cưới? Cô muốn 2 năm đó được không? 1 năm đến 2 năm. Tầm đấy cũng được ạ. Tầm ấy được. Sẵn sàng cho hôn nhân chưa? Dạ sẵn sàng ạ. Có phải lập dâu không? Làm dâu à, có nghĩa là cưới cổ đem về ở chung với ba mẹ mình á. Gọi là làm dâu. Cũng không cần thiết phải như vậy. Ba mẹ em ở quê hả? Đang ở Thanh Hóa hả? À? Bố em mất rồi, bây giờ chỉ còn có mình mẹ em ở nhà thôi. Mẹ ở Thanh Hóa? Dạ vâng. Là mình là tính lập nghiệp trong này cũng được chứ không cần phải về Thanh Hóa. Dạ vâng. Ở đâu em có kinh doanh gì thêm không? Ngoài công việc trong quân đội thì em có kinh doanh gì thêm ở ngoài không? Dạ không, em không kinh doanh ở ngoài. Sau này có định phát triển kinh tế như thế nào không? Thì nếu mà có điều kiện thì phải phát triển kinh tế chứ. Về gì? Có định hướng gì chưa? Anh kia hẳn có cam hậu dạ, chưa. Nữa. Chưa hả? Dạ vâng. Anh kia bán cam, anh này bán rau má. Thôi được rồi, để chị... Cái gì cách ta kinh doanh trời ơi, còn mai mà hỏi căng quá. Trời ơi, phải hỏi chứ. Làm nhỏ sợ rồi ha. Đừng lo mặt mẹ em. Cười vui lắm. Mời bạn nữ. Ơi, mình giới thiệu về mình đi bạn. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào tới anh Quyền Linh, chị Cát Tường và toàn thể mọi người có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Chào em. Em tên gì? Em tên là Hoàng Văn Lực ạ. Hoàng Văn Lực. Lực. Dạ. À, lực sĩ đó hả? Dạ đúng. Rồi. Bao nhiêu tuổi? Năm nay em 25 tuổi ạ. Quê em ở đâu? Em quê Thanh Hóa. Thanh Hóa. Dạ. Có rất nhiều rau má. Gì vậy? Rồi em công tác ở đâu? Em công tác ở đơn vị quân khí trực thuộc Cục Quân khí Tổng cục Kỹ thuật ở huyện Mang Giang Gia Lai. Mang Giang Gia Lai luôn. Cục Gia Lai luôn. Ở Tây Nguyên. Tây Nguyên. Dạ. Quê là ở Thanh Hóa mà công tác ở Gia Lai giống như đồng chí lúc đầu đúng không? Dạ. Chị Huy. Dạ. 25 tuổi. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh ạ. Chào chị Cát Tường, chào bạn nam bên cạnh và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Thúy Vi. Năm nay em 23 tuổi ạ. Em sinh ra và lớn lên tại Đắk Lắk và hiện tại em đang làm dược sĩ tại phòng khám đa khoa Tâm Bình An ở Nhân Trạch, Đồng Nai ạ. Đồng Nai, quê ở Đắk Lắk, đang làm việc ở Đồng Nai. Vậy là cũng thuận lợi đó. Từ Đắk Lắk đến Gia Lai thì cũng vài chục cây số thôi. Cũng gần. Đồng Nai em làm việc ở chỗ nào? Em làm việc ở Nhân Trạch, Đồng Nai. Nhân Trạch, dạ, Nhân Trạch, Đồng Nai. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là người vui vẻ và hòa đồng ạ. Em biết nấu ăn và biết làm việc nhà. Ngoài ra thì em cũng rất thích ca hát nữa. Thích ca hát nữa. Dạ. Thôi bây giờ hát một đoạn cho nó có không khí chút xíu đi. Nãy giờ hơi trầm ha. Dạ. Em hát tặng bạn trai và tặng mọi người một em xin gửi tới mọi người một đoạn của bài hát Chờ Người ạ. Rồi. Dạ. Một người con gái đứng nghiêng nghiêng vành nón lá, đường chiều bờ đê lối xưa kỷ niệm thiết tha, lòng nàng sao lưu luyến quá, hẹn hò một người đi xa mà năm tháng đã dần qua. Em xin hết. Trời ơi, hay quá. Bạn trai cảm nhận giọng hát của bạn gái như thế nào? Bạn ấy hát quá hay ạ. Quá hay. Em hát đi, hát đáp lại đi. Ôi, em... Để đó. Hồi nãy cái anh Huy đầu tiên hát hay lắm á. Bạn nữ hát hay nhưng mà... Hát đại đi em. Mình bộ đội mà. Hát bài trong quân đội cũng được. Bài gì nó không khí nào? Vậy em hát bài Vì Nhân Dân Quên Mình đi ạ. Rồi. 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 Được luôn. Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh, anh em ơi, vì nhân dân quên mình. Thôi được rồi. Rồi, bây giờ giới thiệu điểm mạnh, điểm yếu của hai bạn đi. Rồi, em gái, điểm mạnh, điểm yếu của em. Điểm mạnh thì em đã nói rồi ạ. Còn nhược điểm của em là một người khá thẳng tính. Thẳng tính. Mọi người cũng nhận xét em là hơi khó tính nữa. Khó tính á. Dạ. Nhưng mà em không thấy em khó tính, nhưng mà em thấy đồng nghiệp của em thì nhận xét em hơi khó tính ạ. Mình đâu giờ mình thấy mình khó tính đâu. Dạ em cũng không thấy em khó tính ạ. Người ta nói khó tính là đúng rồi đó. Rồi còn bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là cái gì? Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng. Làm việc rất là gọn gàng, sạch sẽ và rất là tỉ mỉ trong mọi công việc. Về điểm yếu của em thì em sống quá tình cảm.
quá tình cảm luôn. Dạ vâng, sống thiên về tình cảm là nhiều. Và những ngày nghỉ thì hay bỏ bữa, hay ngủ nướng ấy ạ. À, đó là tật xấu đó hả em? Hay ngủ nướng là tật xấu đó dạ, hả? Dạ vâng, vâng. Ngủ nướng là lúc nghỉ thôi. Ngày nghỉ thôi nha chị. Quân đội làm gì có chuyện ngủ nướng ở đây. Nhưng mà trong quân đội thì em làm cái công việc gì cụ thể? Công việc em làm là làm gì? Dạ, công việc cụ thể của em thì là sửa chữa, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị thuật để phục vụ sẵn sàng chiến đấu trong quân đội. À, cũng là vũ khí ha. Dạ, sửa chữa vũ khí. Rồi chị hỏi em gái một câu. Dạ. Mới 23 tuổi thôi, xinh đẹp như vậy, nhưng mà tại sao là cần nhờ tới chương trình mà muốn hẹn hò? Tại sao lại ế? Tại vì từ xưa đến giờ thì em cũng chưa có người yêu ạ. Lý do tại sao kỳ vậy? Em xinh đẹp phải có nhiều người đeo đuổi chứ. Thật ra thì cũng có, nhưng mà có vẻ là mình chưa tìm được người thích hợp chị ạ. Trong chỗ em làm mà không có đối tượng nào sao? Dạ cũng có, nhưng mà môi trường em làm thì các anh nam rất là ít. Với lại em thấy Hoa đã có chủ rất là nhiều rồi. Với lại mình tiếp xúc lâu ngày nên mình cũng sẽ tìm được cái tật xấu á chị. Vậy nên em thấy em không có thích được mấy anh đó nữa. Có khi nào em nghĩ em sẽ yêu một anh chàng trong quân đội không? Dạ chưa bao giờ. Chưa bao giờ nghĩ tới. Dạ. Em thích không? Thích quân đội không? Dạ thật ra môi trường làm việc của em thì hàng ngày đều tiếp xúc với những bác sĩ quân y. À. Dạ nên từ lâu rồi trong em nó đã có một tình yêu rất là to lớn đối với những bác sĩ quân y và những người lính ạ. À, dạ. Vậy là cũng là một cái bén duyên cho mình rồi ha. Dạ. Hy vọng là ngày hôm nay em sẽ cũng thích cái anh quân đội bên kia. Dạ. Rồi tình trường của em là sao? Chưa có mối tình nào hết hả? Dạ, em chưa có mối tình nào hết ạ. Hồi đi học không ai để ý, không quen ai luôn hả? Không có tình học trò luôn hả? Hồi đi học thì gia đình không cho yêu đương á chị, với em cũng như là cũng ngoan nữa chị. Không, em cũng không yêu luôn. Vậy là này là trắng tinh luôn đó hả? Dạ. Có nắm tay đồ gì chưa? Nắm tay á chị. À. Thì cũng có nắm nhưng mà chưa có được hôn. Chưa có được hôn? Dạ. Bữa nay hôn nha. Dạ. Nha. Dạ. Bữa nay hôn nụ hôn đầu tiên nha. Em trai nghe nói chưa có mối tình nào, ngồi cười chúm chím hoài. Bên kia làm sao? Tình trường như thế nào? Dạ em đã trải qua một mối tình, nhưng mà cách đây rất là lâu rồi ạ. Từ yêu nhau mấy năm? Yêu nhau cũng được 2 năm ạ. 2 năm luôn. Dạ. Lý do tại sao chia tay? Thì sau khi ra trường thì em nhận công tác ở Tây Nguyên mà bạn ấy ở quê. Vì xa nhau nhiều vấn đề nảy sinh chia tay. Xa mặt cách lòng ha. Cũng dạ, là địa khoảng cách địa lý nữa ha. Dạ dạ. Bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai mình như thế nào? Em muốn một người bạn trai phải cao trên 1m65. Bên kia cao nhiêu? Em 1m68. Rồi dư 3 phần. Em được. Muốn bạn trai phải gọn gàng sạch sẽ. Thôi, bộ đội gọn quá gọn. Sạch luôn. Dạ. Em còn gì nữa? Bạn trai sống phải có trách nhiệm. Trách nhiệm với bản thân và gia đình mình. Đương nhiên ta có trách nhiệm với tổ quốc nữa chứ huống gì là gia đình với bản thân. Bộ đội là yên tâm vấn đề đó, còn gì khó hơn không? Em muốn bạn trai phải dễ thương một xí ạ. Dễ thương quá à nha. Dễ thương là có sao? Nụ cười chúm chím à, dễ thương lắm á. Có cái mẫu người lý tưởng gì không? Mẫu người lý tưởng thì em không có, nhưng mà mắt mũi miệng em muốn thì sao? Em muốn cái ấn tượng đầu tiên của em nhìn đó chị, phải gây cái ấn tượng cho em, phải làm cho em rung động. Ừ. Thì lúc đó thì có lẽ là kéo màn lên, cố gắng làm gì có ấy rung động nha. Khó quá, cái chung chung có biết thì sao để chị chỉ bên kia làm sao cho em rung động. Em muốn mắt to, mắt mũi miệng, tóc tai, quần áo vậy đó, em muốn như thế nào? Dạ. Nói chung thì những anh quân đội thì em thấy tóc tai tất nhiên tác phong họ gọn gàng rồi. Gọn gàng rồi. Dạ, nhưng mà nói chung nhìn phải duyên một chút chị ạ. Nhìn phải duyên, phải dễ duyên. Cái duyên này nó hơi khó. Dạ. Không khó à nha, bên đây có duyên à. Vậy hả? Rồi. Tôi nhìn tôi thấy tôi còn khoái được nó chi cổ. Cười không có mấy... duyên lắm, cười có em trai cười coi mọi dưới cười không? Đó. Thấy chưa? Vậy bên kia muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Mẫu người em muốn tìm người bạn gái chỉ cần yêu chân thật và biết đối nhân xử thế là được. Chứ em cũng không quan trọng lắm về ngoại hình. Dễ nhìn là được. Đơn giản quá vậy? Dạ vâng. Điều gì em không thích nhất ở người bạn gái? Em không thích người bạn gái mà cằn nhằn nhiều. Cái gì? À cằn nhằn nhiều, rồi gì nữa? Và không gọn gàng. Nhưng mà bạn gái bên kia rất là gọn gàng. Đúng nhưng rồi, bạn tại vì thích bạn trai mình gọn gàng, đương nhiên mình phải gọn gàng, đúng không? Dạ, điều... thế thôi ạ. Thế thôi. Dạ. Bây giờ chị hỏi em nè, trước khi chị qua coi mặt ảnh ha. Dạ. Bây giờ em là 23 tuổi. Dạ. Em, nếu mà yêu nhau bữa nay bấm nút hẹn hò mà được á, thì em muốn khi nào mình mới tiến tới hôn nhân được? Khoảng 1 đến 2 năm nữa. 1, 2 năm nữa. Dạ. Rồi bây giờ yêu xa thì em mong muốn là bao lâu thì ảnh phải gặp em hay thăm em hay như thế nào? Mặc dù nó không có quá xa, dạ, nhưng mà nó cũng là hơi xa xa. Em có ngại vấn đề đó không?
Nói chung thì em cũng không cần là phải gặp nhau mỗi ngày. Nói chung là anh biết quan tâm và thương em thật lòng là em đồng ý rồi. Một hai năm cưới ha, dạ. Yêu nhau quan tâm dạ. Nhau là được. Cười em cười. Sao chị? Duyên. Trời ơi, cười có duyên tôi biết mà. Sao hơi ốm vậy? Em ăn mãi mà không lớn nữa. 25 năm nay ăn xong đến cái mốc 25 tuổi vẫn chỉ có thích như thế này thôi ạ. Mà có khỏe không? Chắc là khỏe. Khỏe không? Bậy, ông hồi nãy ông cũng quân đội mà ông không có chơi thể thao kìa. Nhưng mà ta vẫn khỏe. Không, nhiều khi ông ngồi trong phòng ông sửa máy móc không riết rồi nó không. Quân đội là có rèn luyện thân thể, khỏe yên tâm đi. Không rèn là lúc mới vô quân đội, giờ vô lâu rồi ngồi trong phòng sửa không yếu. Vác cây súng không nổi cũng không có sửa được đâu. Cái này vác súng nổi không mà sửa. Nổi chứ chị, vác người cũng nổi ạ. À, sao thấy nó yếu yếu vậy? Em gồng lên cho chị coi. Ờ, có trời chuột, ơi, ờ, chuột, có chuột trời rồi ơi. Ha. Con chuột nó nói ba lớn vậy luôn rồi nè. Được. Dòm hẳn mặt tôi cái coi, mặt tôi không dám nhìn sao, dám nhìn mặt cô kia. Trời ơi, mấy anh rụt rè quá, mà men lên, tự tin mà, lên. Mà cỡ chứ. Xấu hổ. Ủa trời, đi lên đây tìm bạn gái mà, có gì đâu xấu hổ. À, bây giờ em bao lâu tiến tới hôn nhân được? Bây giờ em thì... lúc nào cũng sẵn sàng, chỉ phụ thuộc bạn gái ạ. Rồi, cũng một câu hỏi cũ giống anh hồi nãy. Giờ lấy vợ về ở đâu, lập nghiệp ở đâu? Chỗ em... nào thích hợp thì lập nghiệp ạ. Ngon lành vậy đó hả? Dạ vâng. Sở thích của em là gì? Sở thích của em... xem phim. Phim gì? Phim hành động ạ. Duyên, ông này duyên nhìn nè. Con người ta hoài tao mắc cỡ. Không phải vậy đó, phải tôi luyện. Trai chưa yêu mà nhìn luyện cho anh để lát anh qua anh cô này chưa có hung luôn á nha. Dạ. Bữa nay mà không được hung cái đầu tiên là coi như em dở lắm luôn á, dở ẹt luôn á. Bây giờ ở xa vậy bao lâu mới xuống thăm cô được lần, cô ở Đồng Nai á? Thì tùy chị ạ, tùy công việc của em. Nếu mà em sắp xếp được thì xuống khoảng 1 tháng xuống 1 lần. Tháng nữa 1 lần. Dạ vâng. Rồi bao lâu đám cưới? Cô thế... muốn 2 năm đó được không? 1 năm đến 2 năm. Tầm đấy cũng được ạ. Tầm ấy được. Sẵn sàng cho hôn nhân chưa? Dạ sẵn sàng ạ. Có phải lập dâu không? Làm dâu à, có nghĩa là cưới cổ đem về ở chung với ba mẹ mình á. Gọi là làm dâu. Cũng không cần thiết phải như vậy. Ba mẹ em ở quê hả? Đang ở Thanh Hóa hả? Bố em mất rồi, bây giờ chỉ còn có mình mẹ em ở nhà thôi. Mẹ ở Thanh Hóa. Dạ vâng. Là mình là tính lập nghiệp trong này cũng được chứ không cần phải về Thanh Hóa. Dạ vâng. Ở đâu em có kinh doanh gì thêm không? Ngoài công việc trong quân đội thì em có kinh doanh gì thêm ở ngoài không? Dạ không, em không kinh doanh ở ngoài. Sau này có định phát triển kinh tế như thế nào không? Thì nếu mà có điều kiện thì phải phát triển kinh tế chị. Về cái gì? Có định hướng gì chưa? Anh kia thẳng có cam hậu thuẫn. Dạ chưa. Chưa hả? Dạ vâng. Anh kia bán cam, anh này bán rau má. Ờ được rồi, để chị... Nếu cách ta kinh doanh, trời ơi, còn mai bà hỏi căng quá. Trời ơi, phải hỏi chứ. Làm mà... nhỏ sợ rồi ha. Đừng duyên lắm á, ảnh cười dạ, duyên lắm. Dạ. Hơi ốm một chút xíu, dạ. Chưa có người nuôi, đã có người nuôi. Dạ. Làm gái, dạ. Ốm nhưng có duyên. Dạ. Đúng như em nói, nhìn gương mặt này là thấy cảm tình liền. Dạ. Anh này sống với tình cảm nữa. Dạ. Tuy ốm nhưng khỏe. Hơi nhát á nha. Tuy khỏe nhưng dạ. Hơi ốm. Dạ. À. Chuột to à? Hả? Ốm ốm mà con chuột to à? Ờ nó khỏe lắm à. Dạ. Thôi. À, em ở Đắk Lắk. Dạ đúng rồi, em Đắk Lắk ạ. Ở ngay trung tâm không? Dạ em ở gần trung tâm ạ. Gần trung tâm. Dạ. Thì cái đường nó lên Gia Lai chắc cũng không xa lắm đâu. Khoảng 5 tiếng đồng hồ ạ. Đâu dữ vậy? Dạ, chỗ em mà đi lên Gia Lai là phải 5 tiếng đồng hồ. Không tới đâu, có dạ. Gì Đắk Lắk mà lên Gia Lai cũng tum mà làm gì lên 5 đúng tiếng. Đúng rồi, làm gì 5 dạ. Tiếng. Chắc em đi bộ. Em đi bằng cái gì, em đi bộ á. Không tới đâu em gái. Dạ. Nó ngắn khoảng một nửa thôi. Dạ. Không tới nửa nữa. Dạ. Chắc em chưa đi lần nào hả? Dạ chưa. Trời à, gần chưa lắm, đó. Gần lắm. Thì mà đoán. Thành ra là không tới đâu. Dạ. Nếu mà đi khoảng tiếng mấy, 2 tiếng đổ lại thôi. Dạ. Hả? Cái vấn đề chỗ là có khi nào em nghĩ rằng em sẽ yêu một người gọi là ở xa thiệt xa không? Dạ chưa. Dạ, vì gia đình em cũng muốn em quen người gần nhà nữa. Nó thú vị lắm. Dạ. Yêu một người ở xa, nó có... cảnh chờ đợi, dạ. Cảnh mong chờ, rồi cảnh nhớ khát khao, những khát vọng, những cái nhớ nhung đó, nó hay lắm em. Dạ. Thử lần đi. Dạ. Lâu lâu, lâu cái được gặp nhau có nó đã nhiều lắm. Dạ. Chưa yêu lần nào nên chưa biết đâu. Dạ. Có khi nào em xem phim tưởng tượng một cặp trai gái đang hôn nhau chưa? Dạ chưa.
Có khi nào mình nghĩ mình sẽ hôn một chàng trai nào đó chưa? Dạ chưa ạ. Chưa luôn hả? Dạ chưa ạ. Em thích con trai hay thích con gái? Em thích con trai ạ. Ừ, phải hỏi kỹ. Chứ bây giờ nó cũng nguy hiểm lắm. Nhưng mà cô gái rất là xinh nha. Dạ. Em xinh lắm luôn á. Cảm ơn. Rồi thôi được rồi. Đàn trai coi mắt vậy thấy cũng được rồi. Cố gắng ha. Bây giờ ông mai bà mối cố gắng nói vô. Rất là xinh luôn á. Bây giờ hỏi ý kiến người thân đi. Hôm nay dạ. Em đi với ai? Dạ em đi với anh chị và đồng nghiệp của em. Anh chị ruột hả? Dạ anh chị họ. Rồi đâu dạ. Cho chị gặp anh chị của em. Dạ chào chị. Chị họ mà xinh vậy thì em họ còn xinh hơn nữa đó. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Em là chị họ của Vi. Em Minh Chi. Dạ. À, nhận xét về bạn trai thì hơi gầy. Tầm cỡ 5kg nữa được. Phải vỗ béo chị ơi. À, cho hỏi là anh em là có bao nhiêu anh em à? Nhà em có 3 anh em. Em là ở giữa, em sau em có một em gái. Dạ. Trên em là anh trai. Rồi mình có tính lập nghiệp ở Gia Lai luôn không? Thì như lúc trước em đã nói rồi, ở đâu mà phù hợp và thích hợp với em thì em sẽ ở đấy. Ừ. Chứ không nhất thiết phải về quê. Còn nói Vi thì một người vợ được đảm đang việc nhà với là đối ngoại nội là bởi vì nhà chị làm được. Dạ. Yeah. Rồi em xin hết. Chị cảm thấy... cặp đôi này như thế nào? Chị thấy à... có hợp không? Dạ. Là chắc em thấy được. Có ai có ý kiến gì nữa không? Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Em đang công tác tại phòng khám đa khoa Tâm Bình An. Em là bác sĩ. Nói về Vi thì em nhận xét Vi là một người rất là thẳng tính. Nhưng mà thẳng tính, em thấy nhận thẳng tính nhưng mà rất là đúng. Có nghĩa là bạn em là thấy những gì sẽ nói như vậy. Còn đối với bạn trai thì em thấy bạn này thì rất là vui tính, thấy cũng dễ gần. Còn cơ hội mà để cho hai bạn mà tìm hiểu nhau đó là tùy thuộc vào hai bạn. Nhưng mà chị nghĩ là đến đây rồi thì mình đã xác định mình tham gia chương trình thì mình nên cho nhau một cơ hội đó. Rồi, cảm ơn. Sau này tìm hiểu thì còn lại thì tùy thuộc vào cái duyên của hai bạn. Rồi, em cảm ơn chị. Đến đây rồi thì mình cũng chuẩn bị cơ hội, nhưng mà nếu mà trái tim mình chưa rung động thì mình cũng đừng nên vội bấm. Bởi bấm thì sẽ làm mất cơ hội của đối phương. Trong chương trình cũng rất nhiều người không có bấm. Quan trọng trái tim có rung động hay không thôi. Cảm ơn bác sĩ nha. Hôm nay nhà trai đi với ai? Và ai sẽ đại diện cho bên sếp nào đại diện cho bạn trai? Dạ hôm nay em đi với đội trưởng. Đội trưởng. Và anh họ của em. Dạ. Rồi chào sếp, chào anh. Xin chào hai MC. Xin chào toàn thể các quý vị có mặt trong trường quay hôm nay. Về nhận xét này em gái hay trước? Được ơi, em gái là em 10 năm trước là anh ngồi ghế em là anh bấm rồi á. Còn về nhận xét bên phía đồng chí Lực. Yeah. Đồng chí Lực thuộc nhân viên của đội. Yeah. Đồng chí Lực là một cá nhân rất xuất sắc trong đội. Yeah. Em tính em thích một người con trai là gọn gàng, sạch sẽ đúng không? Yeah. Đồng chí Lực là ok, không vấn đề gì. Yeah. Mà đồng chí Lực ở đội là chuyên duy trì về nội vụ vệ sinh. Yeah. Trong đội nên là em yên tâm một khoản đấy. Yeah. Hy vọng là trong qua chương trình này thì hai em cho nhau một cơ hội để tìm hiểu, để chúng ta tìm hiểu nhau không có hết. Rồi cảm ơn anh. Rồi cho anh trai anh họ. Không. Anh họ có ý kiến gì? Chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Em là anh họ của Lực. Chào anh nhà gái. Đánh giá về Lực là Lực là một người rất hiền và chịu khó, nhưng mà nhát gan lắm. Nhát gan hả? Vâng. Nhát gan hay nhát gái? Nhát gái, nhát gan cái gì đó mà. Vâng, đánh giá về bạn gái bên đây là ok. Như anh mới nói xong là anh cũng chấp nhận. Tùy duyên hai người cho nhau cơ hội. Dạ, xin hết. Rồi, cảm ơn, rồi cảm ơn anh. Rồi, bây giờ là tới phiên hai bạn nha. Chúng ta sẽ có ít phút để trao đổi với nhau. Cố gắng nha, dạ. Tìm hiểu nhau nha. Dạ. Kéo màn. Tặng em. Dạ, em cảm ơn ạ. Cười tươi lắm á, duyên lắm á. Không phải lúng đồng tiền kìa.
Hai người cười nhau suốt luôn đi. Ai cười cũng xinh, ai cười cũng duyên hết trơn á. Rồi nói chuyện đi em, nhanh lên. Trời, tranh thủ có 2 phút rồi. Anh có gì hỏi về em không ạ? Có. Lần đầu tiên nhìn thấy anh thì em cảm giác như thế nào? Cảm giác của em khi nhìn thấy anh lần đầu tiên như thế nào? Là một người dễ gần ạ. Và có lẽ là hiền. Dạ. Còn gì không? Dạ, mới thì chắc chỉ vậy thôi ạ. Dạ. Còn em thấy bạn gái thế nào? Bạn gái rất là xinh ạ. Và cũng vui tính. Xinh như thế nào? Nói cụ thể luôn coi. Em chỉ biết diễn đạt là xinh thôi ạ, chứ còn em không biết diễn đạt là xinh như thế nào nữa. Cười thế nào, nụ cười thế nào? Duyên ạ. Ánh mắt thế nào? Ôi. Nói dài dài chút xem. Anh sự đi, hỏi có, chuyện có, đi. Có giống như tưởng tượng khi mà em đang nói chuyện qua bức màn hay không? Khi mà nghe giọng nói của em bên kia thì em đã biết là bạn ấy nhìn rất là hiền rồi. Hiền thật, nhìn cũng hiền, rất là hiền. Có và... tưởng tượng như mà em tưởng tượng trước khi tới đây không? Dạ có. Trời, bộ đội mình rút nhát quá nhỉ. Rồi tâm sự đi em, bây giờ hỏi cổ đi, rồi hỏi cổ quan điểm tình yêu như thế nào, hẹn hò ra làm sao, rồi hứa hẹn với cổ chăm sóc làm sao đang xa xôi đó. Bây giờ mà giả sử mà sau này chúng ta yêu nhau ấy, mà anh ở đơn vị mà em có thể em nghỉ em về Đắk Lắk, nhà Đắk Lắk, anh nghỉ nhưng mà anh có việc ở trong đơn vị anh không ra ngoài được, thế em về em có lên thăm anh không? Cái này thì hơi khó, cái này thì anh phải xuống thăm em. Dạ. Chứ tại vì thời gian em về gia đình 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng em mới về được một lần. Và thời gian em về chỉ được 2-3 ngày thôi, vậy nên em muốn dành thời gian gia đình nhiều hơn. Thì nếu anh quan tâm em thì anh phải xuống thăm em. Dạ. Nếu mà yêu nhau thì anh sẽ tận dụng thời gian để xuống thăm em một cách nhiều nhất. Dạ. Cho em hỏi là ví dụ như công việc của hai chúng ta thì thời gian cho nhau rất là ít á. Vậy theo anh thì anh nuôi dưỡng cái gì, nói chung là làm sao để nuôi dưỡng tình yêu? Dạ đúng rồi, làm sao anh có thể nuôi dưỡng tình yêu và cái lòng chung thủy với nhau được ạ? Bây giờ phát triển rồi cho nên là có Zalo, Facebook mà. Dạ. FaceTime. Dạ. Thì khi mình đi làm xa nhau ấy thì gọi nói chuyện. Còn khi nào em về thì anh xuống gặp. Theo em thì để giữ được cái lòng chung thủy với nhau thì mình phải có tình yêu với lòng tin. Vậy nên em nghĩ khi mà tình yêu với lòng tin nó đủ lớn á, thì dù mình có xa cỡ mấy thì mình cũng có thể phải mãi yêu nhau được. Rồi, ok. Cho nên nếu mà tình yêu với lòng tin mà đủ lớn á, thì bây giờ người ta, ví dụ như em về Đắk Lắk mà ảnh không có ra ngoài được thì em cũng vô đó thăm người ta được vậy. Dạ. Có cái gì đâu, thời xưa ta yêu thì nhau. Lâu lâu lên thăm một lần đúng rồi. Đừng có cân nhắc cái chuyện đó. Có thể thăm được ạ, nhưng mà nếu mà anh rảnh thì anh phải xuống thăm em ạ. Đúng rồi, đúng dạ, anh rảnh thì anh phải, dạ, đương nhiên anh phải đi tìm gặp em chứ. Nhiều khi giờ nói trời giờ anh nhớ em quá trời quá đất, mà em cũng nhớ anh quá trời quá đất. Bây giờ ông thủ trưởng ông không cho ra thì em phải lên thăm. Thôi phải lo đi, khi mà con trai yêu rồi, thậm chí là trốn đội trưởng xuống luôn. Đừng có lo điều đó. Chứ vấn đề chỗ cô ấy nhà ở Đắk Lắk, nếu như có chuyện bắt rễ luôn á thì được không? Em có chịu làm rễ không? Dạ cũng không sao ạ. Không sao đúng không? Dạ. Đó. Tình yêu mà. Em làm sao thuyết phục cho cô ấy đi. Để cô ấy bấm nút mới là quan trọng. Hỏi tiếp đi. Thì bây giờ mình gặp nhau rồi. Dạ. Tức là về những cái điều kiện cần thì nói chung là cũng thích hợp rất là nhiều. Dạ. Thích hợp gì? Em chưa thấy thích hợp gì chứ á. Em phải giải thích thích hợp cái gì cho cổ tin cổ biết đi. À mà... em thích hát và hay hát hay như thế mà anh không biết hát thì em có thấy, em thấy như thế nào? Theo em thì cứ lưu ý được bù trừ thôi anh ạ. Nếu mà em hát hay thì em nghĩ sau này người chồng em chắc cũng hát không hay đâu. Dạ. Nhưng mà em hát không hay vậy nên em hát hay mà là bằng nhau rồi. Dạ. Bây giờ mình anh muốn hai đứa cho nhau cơ hội. Dạ. Để có thể tiếp tục tiến xa hơn. Dạ. Em cho cơ hội thì em phải chính. Em muốn thì em phải làm sao đấy chứ. Sao cô ấy tin là cô ấy sẽ bấm nút chứ. Chứ mình nói đơn giản thế. Bây giờ á là ở xa như vậy, rồi làm sao để tạo niềm tin? Hồi nãy cặp trước á là có bố ngồi đây luôn. Còn bây giờ em phải tạo lòng tin, bởi vì em không có bố ngồi đây, phải tạo lòng tin làm sao á là cô ấy tin là tình yêu của em là chân thật, để cô ấy đủ bản lĩnh để bấm nút thôi.
Nói cho em, nãy giờ em thấy cô gái đó làm sao, trong lòng em thế nào? Em có thích cô ấy không? Và mong muốn thế nào nói luôn. Thật ra thì khi nhìn thấy em thì anh rất là bối rối. Không biết nói gì, rất là bối rối, run. Anh là quân nhân thì đương nhiên là anh rất trách nhiệm, nên em yên tâm, có thể yên tâm về nhiều thứ. Đó, ít nhất phải nói được vậy. Tiếp đi em, đang được thừa thắng xông lên em. Anh mong em có thể tin tưởng anh về tất cả mọi thứ. Xin hết ạ. Xin hết. Giống báo cáo quá. Rồi. Chàng trai rất là chân thật, cũng rụt rè, chưa có nhiều trải nghiệm trong tình trường, nhưng mà anh ấy rất là chân thành. Một cô gái cũng chưa có một cái mối tình nào cả, những cái nhìn gặp nhau đầu tiên còn bẽn lẽn, còn e ấp. Nhưng mà qua đó thì hai bạn hãy kiểm tra lại trong lòng mình xem đã có cái thiện cảm gì với nhau chưa, thấy đối phương có phải là một nửa của mình không. Nếu phải thì hãy cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Còn nếu mình ngồi trước một con người mà mình hoàn toàn cảm thấy lạnh, mình không có cảm xúc, không có cái gì hết, thì chúng ta cũng không cần phải bấm nút nha. Bấm nút là tìm hiểu, tiến tới cái hôn nhân. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình. Ở đây có rất nhiều người đang theo dõi chúng ta. Suy nghĩ thật kỹ nha các bạn. Chúng ta đang đối diện với hàng triệu khán giả, đang đối diện với người thân, ông bà, cha mẹ của gia đình mình. Chúng ta không thể dối lòng được, không thể bấm nút vì bất cứ điều gì. Chúng tôi luôn luôn nhắc lại điều đó. Con tim mình rung động, thật sự mình muốn tiến tới, mình hẳn bấm nút. Còn không thì chúng ta phải dành cơ hội cho người khác. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Lúc đã bấm. Chúc mừng hai bạn. Nào, nắm tay nhau. Chúng tôi luôn luôn nhắc đi nhắc lại là trái tim rung động hãy bấm nút. Như vậy là hai trái tim này đã có rung động với nhau. Chúng ta tin vào điều đó. Lo làm mai làm mối mà như vậy hoài, chắc ông mai bà mối xỉu luôn á. Lo cho mấy chàng trai này, sao mấy chàng trai rụt rè quá vậy không biết. Rụt rè trong cái nhờ chương trình. Em hên là em chốt được cái câu cuối, anh là quân đội, anh rất có trách nhiệm. Câu đó là chốt lại là cô bấm đó, đúng nắm không em? Nắm tay tháng sau nắm chặt quá vậy. Đúng rồi đó. Hả, nắm chặt sao? Quá thì ấm quá. Ấm quá hay lực hả? Nãy em nghe chị chia sẻ không? Cô gái này như thế nào? Chưa gì. Chưa hôn lần nào. Và hôm nay là sẽ trách có một cái nụ hôn đầu nhân. Tiên. Một nụ hôn đầy trách nhiệm của một chàng quân nhân nên sân khấu bạn muốn hẹn hò. Này là thiếu quý em hả? Dạ vâng. Rồi đó nếu em. Mà thêm gạch này nữa là ngon nè. Còn trẻ mà, mới 25 tuổi hả? Phấn đấu, cố gắng lên em. Bắt đầu. Em hỏi. Hả? Hôn hay là thơm ạ? À? Ủa hôn. Hôn hay là thơm ta? Giờ em gái muốn hôn hay thơm? Hả? Hôn là, hôn là thơm. Hôn khác thơm khác nha. Hôn khác thơm khác à? Không. Hôn khác thơm khác, thơm là thơm vào má. Đúng rồi. Hôn là hôn vào môi. Đúng rồi. Trời ơi, ông hỏi nữa, ông hỏi hay ghê luôn. Em hỏi bạn gái em á chứ. Em hôn hay là thơm? Thơm à. Thơm à. Hay đấy. Vừa hôn vừa thơm luôn. Quyết liệt lên nào. Được rồi. Thế sao? Báo cáo coi. Dạ, là... Báo cáo của đồng chí thiếu úy. Em đang rất là run. Nhưng mà em thơm vậy, em thấy có thơm không? Dạ có. Rồi nhiệm vụ của đồng chí thiếu úy lực là phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nha. Dạ vâng. Đừng gọi là bỏ rơi một giây phút nào quan tâm cô ấy. Chúc các bạn hạnh phúc. Đây là những chiếc vé xem phim của Cụm Rạp Cinebox 212 lấy chiến thắng. Sau chương trình mình đưa cô ấy xem phim đi để hiểu nhau nhiều hơn nha. Dạ vâng. Sao em gái? Dạ. Em gái dễ thương quá. Cố gắng nha hai bạn. Cố gắng nha. Rồi, rồi chúc mừng. Chúc mừng các bạn. Dạ không. Tại vì em biết sao không? Anh muốn một người vợ thế này này. Ví dụ như ở nhà thì giống Âu Sinh, mà khi ra đường phải giống như một bà hoàng vậy á. Mà lúc mà lên giường thì phải ngọt ngào, lãng mạn.
nhìn về phía bên trái, bên trái, nhìn phía bên trái. Rồi bây giờ mời hai bạn cùng giới thiệu về mình nha. Bạn gái giới thiệu từ trước đi. Em xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường, chào toàn thể các bạn đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Bùi Thị Phương Anh, năm nay em 34 tuổi. 34 dạ. Tuổi hiện tại thì em sinh ra và lớn lên ở Đồng Nai, em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang kinh doanh spa ở bên quận Tân Bình. Kinh doanh spa ha. Dạ vâng. Rồi mời bạn trai giới thiệu. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào, chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Dạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Bá Ngọc, năm nay em 35 tuổi ạ. Em quê ở Quảng Bình. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở Long An. Em kinh doanh bất động sản. Ở Long An là ở đoạn nào? Em về thành phố Hồ Chí Minh mất bao lâu? Dạ em đi lên đây thì hết khoảng 45 phút ạ. Em ở huyện nào, ở đâu? Em ở gần Hóc Môn đấy ạ. Em ở ngã ba Mỹ Hạnh. À ở Đức Hòa, Đức Hòa đúng không? Vậy thì đi qua Tân Bình cũng gần. Dạ gần. Không có xa đâu. 45 phút đi ông Đa. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em. Em nghĩ điểm mạnh của em là cái gì em cũng dám làm, dám chơi và dám thử. Còn điểm yếu của em thì em hơi nóng tính nè. Rồi rất là kén ăn và mau quên nhiều thứ. Mau quên nữa. Dạ. Rồi mời bạn trai điểm mạnh điểm yếu. Dạ em ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình, hăng hái trong công việc. Em biết làm việc nhà. Tính em thì yêu thương tất cả mọi người, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn. Còn nhược điểm của em thì hay ngủ nướng. Rồi em hơi kỹ tính. Ví dụ như tắm rửa thì em tắm hơi lâu, em tắm khoảng 30 phút mới xong lận. Bảo tắm hay sao mà tắm lâu vậy anh? Anh cũng biết nữa. Nhiều khi vô trong ngồi thư giãn luôn đó em. Mà tắm lần 30 phút mà bao lâu mới tắm lần? Ê, dạ ngày tắm 2 lần đó chị. Trời đó là ngày mất tiếng hồ tắm á hả? Dạ đúng rồi, mất hết 1 tiếng cho việc làm vệ sinh cá nhân nữa. Rồi tình trường hai bạn thì sao? Em thì trải qua 2 mối tình rồi. Mối tình đầu tiên là thời sinh viên. Mối tình thứ hai thì chia tay cách đây khoảng 5 rưỡi rồi anh. 5 rưỡi. Quen dạ. Nhau được bao lâu mà chia tay? Dạ quen được 6 tháng chị. Trời sao quen ngắn vậy? Dạ nhiêu đó là em nghĩ là cũng đủ thời gian để tìm hiểu rồi. Để quyết định là mình nên tiếp tục hay nên dừng lại. Và em chọn phương pháp dừng lại. Vậy thì cũng chưa có sâu sắc gì lắm ha. Dạ. Rồi bạn nữ. Từ trước ra thì em chưa quả trải qua mối tình nào hết. Cái gì? 34 tuổi chưa có mối tình nào hết. Dạ vâng. Tại có sao? Thể là tính cách của em nó hơi khác thường một chút xíu. Ví dụ như trong công việc thì em lúc nào cũng nghiêm túc, giống như một bà cụ vậy đó. Khó ưa, khó tính, khó chiều, chỉ có dễ ghét thôi. Còn khi mà em đi ra đường, em đi chơi với bạn bè thì giống như là một đứa con nít vậy đó, rất là tăng động. Ví dụ như là leo, trèo hoặc là làm tất cả mọi thứ mà mình thích. Chào em gái. Chào. Anh muốn qua nhìn em liền bởi vì em rất là ấn tượng cá tính đối với anh. Nhưng mà bây giờ trong đầu em á, hình dung một cái nửa yêu thương của mình là một người như thế nào? Em chỉ cần một người là hiểu được em, hiểu cũng em. Dám chơi, dám làm, dám thử tất cả mọi thứ giống như em. Và một người đàn ông thì đương nhiên là em cần có một sự lãng mạn, ngọt ngào và cưng chiều phụ nữ một chút xíu. Hình dáng cao thấp? Hình dáng cao thấp thì đối với em không quan trọng lắm bởi vì em có thể chỉnh sửa được những thứ đấy. Cao thấp sao mà chỉnh sửa được em? Mập ốm thì còn có thể chứ cao thấp là thua rồi, hôm nay đi kéo giò. Dạ đúng rồi, bây giờ thẩm mỹ em. Ghê vậy hả? Có một mẫu hình lý tưởng nào không? Thế nhưng mà so sánh với các ngôi sao showbiz bây giờ thì em thích ST. ST? Dạ. Có Betty anh, Betty. Mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Mẫu người lý tưởng của em thì thứ nhất là hiền đó chị. Biết ứng nhân xử thế với lại biết lễ phép với người lớn đó chị. Có điều gì em không thích ở người bạn nữ? Em không thích anh mang luộm thuộm á chị. Nói năng thì kiểu như là mất lịch sự. Rồi hay chửi thề, đặc biệt là chửi thề là em ghét lắm luôn. Có chửi thề không em? Dạ không. Tắm ngày 1 tiếng hả? Em 2 lần tắm mới 1 tiếng á chị. Ra tóc tai quần áo mất bao lâu nữa? Dạ mỗi lần em ra đường là nói chung là em trau chuốt ngoại hình lắm. Tại với em ví dụ như mình có đẹp thì mình đang tôn trọng người nhìn mình, người đối diện người ta nhìn mình, nhìn vô người ta lịch sự á chị. Là nên mất mỗi bao lần lâu? Em ra đường em trau chuốt đồ cũng phải mất tầm trên 20 phút đó. 20 phút. May mà chưa có tô son trét phấn đó. Nào muốn đám cưới? Em thì nếu cũng lớn tuổi chị nên tìm hiểu được thì tùy thuộc bạn gái ạ. Mình lấy thì, lấy nhau về mình lập nghiệp mình sẽ ở đâu, vợ chồng sẽ ở đâu? Em có nhà riêng rồi chị. Có nhà riêng rồi. Dạ. Vậy là không có làm dâu hả? Dạ không. Ba không, mẹ không ở riêng. Phải làm dâu. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ hỏi ý kiến người thân nha. Em đi với ai? Dạ em đi với chị bạn.
chị bạn rồi. Dạ. Cho chị gặp bạn của em ha. À, em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng toàn thể quý vị khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em tên là Thùy Anh, hai chị em khá là thân thiết với nhau. Phương Anh thì có cá tính rất là mạnh mẽ, nhưng mà mạnh mẽ đây là do dòng đời xô đẩy thôi, ở trong cũng yếu đuối lắm. Chỉ có một cái là đúng là Phương Anh khó tính trong tình cảm. Hồi nãy ảnh có nói là tính ảnh rất là hiền. Thì em nghĩ một người phụ nữ mạnh mẽ, nếu như mà gặp được một người đàn ông hiền lành thì cũng là một cái điểm phù hợp. Anh thấy ảnh dễ thương. Dễ thương mà. Dạ. Em trai đi với ai? Dạ em đi với dì với lại hai em ạ. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Dạ em thấy cháu Ngọc này ở nhà thì cũng ngoan, cũng biết quan tâm mọi người xung quanh. Cháu gái bên này thì cũng thấy cũng có cá tính, cũng dễ thương. Rồi nói chung tại vì cháu Ngọc là nó không có mẹ, cho nên cháu gái bên này là biết nấu ăn rồi. Nói chung là như vậy là em cảm thấy rất là thích rồi. Hy vọng là cháu về với nhà của cô. Dạ. Rồi. Được rồi ha, bây giờ hai bên ủng hộ hết rồi. Bây giờ để cho hai bạn trực tiếp nói chuyện với nhau rồi mình sẽ quyết định nha. Dạ. Mở rào. Bông tặng em. Dạ em cảm ơn. À, em biết vì sao anh tặng em con heo không? Chắc là anh biết em thích heo. Ủa em thích heo à? Dạ. Hiền quá. Tại vì anh tuổi con heo nên anh tặng em con heo. Nhiều khi anh muốn không có anh ở bên cạnh thì nó sẽ thay anh chăm sóc cho em. Nó có gắn điều khiển điện tử vào đây được không anh? Nó là người gắn cả trái tim của anh vô trong đó luôn á. Dạ. Nếu mà mình hẹn hò á thì buổi hẹn hò đầu tiên là em thích mình hẹn hò ở đâu? À, em thích đi xem kịch. Đi xem kịch. Dạ, em thích xem kịch và xem phim, hoặc là đi chơi những cái chỗ nào mà nó thoáng mát hoặc có những cái trò chơi vận động gì đó. Em không thích đi uống cà phê nhiều. Mỗi lần em đi ra ngoài em có make up nhiều không? Tức dạ là không. Tại vì em biết sao không? Anh muốn một người vợ thế này này. Ví dụ như ở nhà thì giống Âu Sinh, mà khi ra đường phải giống như một bà hoàng vậy á. Mà lúc mà lên giường thì phải ngọt ngào, lãng mạn. Nhìn về phía bên tay trái hả? Nhìn phía bên trái. Cái vụ này hay rồi nha. Em muốn hỏi là tại vì tính của em nó hơi tăng động một chút xíu, nên là anh có thể cho em biết một vài những cái thói quen mà khác người hoặc là hơi biến thái của anh một chút xíu không? Thói quen khác người của anh hả? Dạ đúng rồi. Thì nhiều khi đang còn nói chuyện đồ chẳng hạn vậy, anh đùng cái anh hét toáng lên vậy á. Anh hát á. Muốn gửi đến em ca khúc là Nắm Lấy Tay Anh. Và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình, để rồi mỗi sớm mai khi thức dậy anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì em yêu ơi, hai ta sẽ không xa rời. Rồi, bạn em hát lại luôn. Hơi rung chút xíu. Vậy thì em cũng sẽ hát tặng anh một đoạn ngắn nha, để cho anh bớt rung ha. Em hơi rung chút xíu. Cùng anh băng qua bao đại dương, cùng anh đi vượt ngàn con đường, phiêu lãng như áng mây trời, say ngắn như giấc mơ qua và đời vẫn thế, vẫn mãi trôi. Tháng năm dài, mình có đôi. Nắm tay em chặt hơn đi, để chẳng muốn mất nhau dẫu mãi về đâu. Đệm sau lưng anh mọi bộn bề, mọi lo lắng nhẹ như mây bay. Xít môi em chặt hơn đi. Hay lắm em. Hai đứa này vui rồi nha. Cái này chắc em nắm hoài luôn đó. Nắm luôn đi, nắm luôn. Nắm hoài luôn. Anh ơi phải thả ra về bấm chuông. Nắm luôn, hai đứa nói chuyện luôn, nắm luôn đi. Nhưng ba vấn đề anh đưa ra em có thấy mình làm được tất cả mọi thứ không? Hả? Ý anh nói lên giường ngọt ngào và lãng mạn ở đây là ví dụ như là lúc mà hai đứa lên giường đúng không? Thì em kể cho. Đang lấy ví dụ thôi. Ví dụ cứ nói thẳng đi. Nói đi. Thì em kể cho anh nghe một câu chuyện chẳng hạn đúng không? Em kêu anh hôm nay em đi đường em thấy cụ ông 35 tuổi dắt cụ bà 34 tuổi vào quán ngồi ăn kem. Em còn thấy là cụ ông dùng răng bắt chí cho cụ bà nữa, chẳng hạn đồ vậy đó. Còn sao?
Kể gì mà rối quá không hiểu gì lạ. Chưa cái rõ. Cái ngọt ngào đó hơi lạ. Rồi bây giờ hai bạn nè, giây phút này quan trọng. Nói nói chứ nhiều khi người ta nói cười vậy mà chưa chắc người ta bấm nha em. Bây giờ mình phải nhìn thẳng vào mắt nhau, mỗi người nói với nhau một câu thôi, ngắn gọn. Anh thì cũng thấy rung động. Này anh muốn nắm tay em đi hết quãng đời này. Anh hy vọng em cũng vậy. Em về sự rung động thì vẫn chưa, nhưng mà em cảm nhận được là mình có thể tìm hiểu thêm. Đó là cái em thấy là nó quan trọng hơn. Đây là một cô rất là quyết đoán. Tại sao mà 34 tuổi đã chưa chọn ai? Không có vội vàng, đúng không em? Rồi. Từ từ, chậm mà hết chắc thời gian. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Nhớ ngọt ngào nha. Để tay nút bấm đi. Hãy chàng suy gái. Nghĩ thật kỹ nha. 3 2. Một. Hết thời gian. Em trai có bấm không? Dạ không. Không bấm. Sao vậy? Trời ơi. Nói chung em cũng có chút rung động, nhưng mà em nghĩ nó chưa đủ để em bấm. Đúng. Em có thể nói cụ thể luôn để... Với lại em thấy bạn gái nói là bạn gái cũng chưa có rung động. Thì có phút đầu mà chưa... Hoàn toàn sai lầm. Có thể là do câu đó. Nói tóm lại là đôi khi con người ta có một cái cảm xúc dạt dào nào đó, nhưng khi có một cái động thái nào đó làm ngắt ngang cái cảm xúc đó. Đúng không em trai? Bạn gái suy nghĩ như thế nào? Em thì ban đầu em cũng nghĩ là mình chỉ nên chưa có sự rung động thật. Và khi em búng nút thì em chỉ nghĩ là mình có thể tìm hiểu thêm về nhau thôi. Còn về cái rung động thì thật sự là chưa. Rồi. Cái quyền quyết định là do các do bạn. Hai bạn. Tôi tôn trọng các bạn và chúc các bạn sẽ sớm tìm được nửa yêu thương của mình. Rồi. Không thôi em cũng chủ động và em cũng chia tay. Thôi mấy bà mối còn sao đó. Gả tôi nhà gái qua đây đi. Ủa đâu gả liền được. Ủa đâu gả liền được. Chứ sao? Ủa gì phải hỏi cặn kẽ rõ ràng. Tôi phải hỏi nhà gái tôi nhu cầu các bạn trai như thế nào, bên đây đáp ứng được hay không? Bà mối. Em bây giờ em nói đi nhu cầu. Tôi thấy bên nhà gái của chị rồi đó. Như thế nào? Em muốn bạn trai cao ráo, sáng sủa, hơi mũm mĩm. Sáng trưng. Ba cái bàn thạc sĩ nó sáng, tao nói hơn đèn ô tô. Em ơi bên đây tao bận học lắm, cho nên là người ta cũng không có thời gian người ta ăn nữa, nên người ta cũng không có mũm mĩm được. Thôi mình tha thứ cho cái này đó đi. Sau này nuôi mèo được. Rồi được, đó, hợp lý. Nói gì nữa cưng? Với cả tôn trọng sở thích của em. Em thích gì? Em thích nhạc Hàn Quốc. Thích gì nó lớn thích nhạc Hàn Quốc nha. Hả? Thích nhạc nhạc Hàn Quốc. Nhạc Tây Ban Nha người ta còn hát được cái gì nhạc Hàn Quốc. Nhạc Tây Ban Nha em cũng thích. Nhạc Tây Ban Nha em cũng thích. Cũng thích luôn hả? Chúc hát bài Tây Ban Nha nha. Dạ. Thôi ngồi đi em. Xin mời nhà gái. Chào em, mời em ngồi. Rồi hai bạn đã có mặt ở đây rồi. Chúng ta chỉ cách nhau có cái hàng rào tình yêu thôi. Mình nói lớn lên cho hai bên cùng cảm nhận nha các bạn nha. Mời em trai giới thiệu về mình. Hola a todos. Hoy quería presentarme un poco en español y francés y inglés. Y vamos. What? What is it? Có thể nói tiếng khác không? Tiếng nói tôi chưa hiểu. Tiếng tiếng Nhật đúng không? Dạ không ạ. Tiếng Tây Ban Nha. Trời ơi, vậy tôi nghe ra tiếng Nhật. Tôi nghe họ ra tiếng Pháp nữa chứ. Em người Tây Ban Nha hả? Dạ, không ạ. Em mới... Việt Kiều Tây Ban Nha. Dạ, em mới đi học Tây Ban Nha 2 năm về. Ủa vậy đó hả? Dạ. Rồi học bên đó gì? Dạ, em học thạc sĩ. Thạc sĩ? Dạ, quản trị kinh doanh. Dạ. Anh là tiếng Tây Ban Nha đó hả? Dạ. Vậy là sao dịch cho anh nghe luôn coi. Em dự định là hôm nay là em tới đây để em giới thiệu một chút về bản thân mình bằng tiếng Tây Ban Nha. Thì em tên là Khoa. Em sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em 28 tuổi. Em là một con người rất là tốt bụng và rất vui được gặp MC anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan, cũng như là bạn gái và gia đình hai bên ạ. Em xin cảm ơn. Rồi, mời nhà gái giới thiệu cho mình. Em chào chị Ngọc Lan, chào chú Quyền Linh, chào bạn Nam với cả chào quý vị khán giả. Em là Nguyễn Diệu Linh, em năm nay 22 tuổi. Em hiện đang làm trợ lý giám đốc cho công ty xuất khẩu đồ ngoại thất. Em làm việc ở quận 2. Em sống ở đâu? Em ở quận Tân Phú ạ. Sống với ai? Em ở chung với cả bố mẹ. Vậy hả? Em hãy cho biết ưu điểm, khuyết điểm của mình cho nhà gái nghe. Dạ. Trước tiên á, là nói về phần ưu điểm á.
Em là một người rất là ham học hỏi. Nó thể hiện qua cái việc là em có tới 3 bằng thạc sĩ. Là em có tới 3 bằng thạc sĩ. Trời đất ơi. Nên là cái việc này á, là nó được học hỏi. Đây là không phải là học thuật không, mà là còn học hỏi về văn hóa, về cách đối nhân xử thế con người. Ngoài cái việc mà tránh cái tình trạng là một sách á, em còn tham gia văn nghệ. Nên là em đạt rất là nhiều giải thưởng về văn nghệ. Ngoài cái khả năng ca hát á, thì em còn biết chơi nhạc cụ, piano, guitar. Trời, đứa con sẽ là giỏi vậy rồi. Nãy em nói em đang làm việc gì chị quên rồi. Hiện tại em đang công tác tại phòng huy động vốn của ngân hàng Á Châu. Thạc sĩ là lương cao lắm à. Có thạc sĩ MC không? Có thạc sĩ MC không? Bữa nào giới thiệu anh tư vấn anh học thạc sĩ MC không? Dạ, tại trong chữ MC ấy, là có chữ Master đó anh. Nên anh không cần học nữa. Master of Ceremony. Vậy là anh thạc sĩ rồi đó hả? Vậy là anh thạc sĩ rồi đó hả? Dạ. Nên trời ơi nên... Nội ơi, xưa giờ tôi thạc sĩ tôi không biết ông ơi. Vậy đó hả? Dạ, nên anh không cần học nữa. Tự nhiên. Cảm ơn em đã phát hiện ra cái từ đó anh. Thôi, nay tôi lên mặt rồi đó nha. Dạ nên... Thôi, thì để chứng minh đi. Thay đổi không khí chương trình, em xin phép đàn một bài hát. Để... có tài như trổ tài cho dạ. Nhà gái biết đi em. Ngon nha, tôi thấy dạ. Nhà chai sơ sơ là ngon rồi đó. Dạ, em xin đàn bài hát cũng khá là vui tươi của nhạc sĩ Đức Huy, Lời Yêu Thương ạ. Từ lâu ôm ấp trong lòng hoài, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Nhà trai tôi vậy đó, giới thiệu nhà gái biết. Nhà trai tôi vậy đó, giới thiệu nhà gái biết. Hay lên mặt quá à. Giờ nhà gái mình có tài lẻ gì không em? Mình thể hiện liền đi em, chứ bên kia lên mặt quá chị chịu không nổi. Giờ em không hát rồi chị hát à. Giờ em không hát rồi chị hát à. Thôi thôi. Thôi được rồi em gái. Thật ra nói chơi thôi. Trai tài gái sắc. Bên đây nhà trai tôi có tài, bên nhà gái có sắc được rồi. Xinh đẹp. Dĩ nhiên. Quá xinh đẹp. Tôi thấy vậy tôi thấy ổn định rồi đó. Tôi thấy vậy là không lẽ giờ mở rào ra cho gặp nhau luôn chứ. Tôi nôn lắm. Thiệt. Nhưng mà phải hỏi sơ sơ chút coi. Xinh đẹp quá mà sao giờ được ế trời. Có mối tình nào chưa? À, em có một mối á. Mối mấy năm? Khoảng năm rưỡi. Rồi sao xinh đẹp này mà sao chia tay vậy trời? Tụi em chia tay trong hòa bình thôi ạ. Hòa không bình? Không thấy tiến xa hơn được nữa thì tụi em dừng lại. Trời, tụi trẻ giờ nó cũng hồi hộp quá. Bình yên quá cũng chia tay nữa. Nói chung là bình yên cũng chia tay nữa. Còn này, ba cái ông thạc sĩ này cũng tài giỏi hát hay mà sao mà chưa có người yêu vậy nè. Dạ, tại vì do... là em cũng bận học quá. Ừ. Dạ, nên lúc mà qua Tây Ban Nha thì cũng 2 năm dịch giãn cách. Với cô gái Tây Ban Nha đẹp lắm. Có quen cô nào không? Dạ, dạ không ạ. Em học á, nên nãy em nói là em dành thời gian để học nên em lấy 2 năm lấy 2 cái bằng á. Lo học quá đúng không? Dạ. 3 cái bằng thạc sĩ mà. Dạ, chào chị. Không biết có mấy mối tình rồi? Dạ thì 2 mối tình. 2 mối? Dạ, lúc là sinh viên. Dạ. À. Mối tình thì cái bạn ấy cũng đi hát chung với em. Hai đứa em thì cũng là hạng nhất hết. Nhưng mà có 2 đứa hạng nhất mới chia tay đó. Dạ. Phải đứa hạng nhất hạng nhì nó không có chia. Tụi em đi hát rồi nói chung tính nghệ sĩ thì đôi khi nó cũng có những cái giận hờn à, thì mình cũng trẻ mà mình chưa có trưởng thành á. Ừ. Nên thôi thì sau đó thì em với bạn ấy cũng làm bạn và tới bây giờ bạn ấy cũng có gia đình có con thì em cũng chia sẻ những cái kinh nghiệm những cái kiến thức mà em có được cho bạn ấy. Rồi mối tình thứ hai à, thì mối tình thứ hai thì lúc làm việc ở tại ngân hàng thì em cũng vô quá trình là bận em mới đi nước ngoài rồi em cũng nhắm là thôi mình cũng không có tiện để người khác chờ đợi mình nên thôi em cũng chủ động và em cũng chia tay. Ừ. Thôi mấy bà mối còn sao đó, gả tôi nhà gái qua đây đi. Ủa đâu gả liền được. Ủa đâu gả liền được chứ sao. Ủa gì phải hỏi cặn kẽ rõ ràng. À, tôi phải hỏi nhà gái tôi nhu cầu có bạn trai như thế nào, bên đây đáp ứng được hay không bà mối. Em bây giờ em nói đi, nhu tôi cầu thấy bên có nhà bạn gái trai tôi chịu của em đó. Như thế nào? Em muốn bạn trai cao ráo, sáng sủa, hơi mũ mĩm. Sáng trưng, ba cái bằng thạc sĩ nó sáng, tao nói hơn đèn ô tô. Em ơi, bên đây tao bận học lắm, cho nên là người ta cũng không có thời gian người ta ăn nữa. Nên người ta cũng không có mũm mĩm được. Thôi mình tha thứ cho cái chuyện đó đi. Sau này nuôi béo được. Rồi được, đó, hợp lý. Nói gì nữa cưng?
Với cả tôn trọng sở thích của em. Em thích gì? Em thích nhạc Hàn Quốc. À, thích gì nó lớn thích nhạc Hàn Quốc nha. Hả? Thích nhạc Hàn Quốc. À, nhạc Tây Ban Nha người ta còn hát được, có chi nhạc Hàn Quốc. Nhạc Tây Ban Nha em cũng thích. Cũng thích luôn hả? Chúc hát bài Tây Ban Nha nha. Dạ. Vậy thôi hả? Có cái điều gì em không thích ở đàn ông không? Em không thích là con trai gia trưởng. Ở đây người ta học nước ngoài, người ta hiện đại lắm, không ai gia trưởng hết trơn á. Bây giờ mình muốn một người bạn gái sao nè em trai? Dạ, thẳng cái nhu cầu của bên đấy thì em cũng nói luôn là em cũng rất là thích xem phim Hàn Quốc. Ừ. Nên rất là thích nghe nhạc Hàn Quốc luôn. Vậy đó hả? Dạ, những cái bộ phim mới nào, trending nào là em cũng coi hết. Có biết nói tiếng Hàn Quốc không? Dạ chưa, em muốn học thôi nhưng mà em chưa có học. Opa, saranghae, saranghae. Kamsahamnida. Ông saranghae với tôi nhìn tôi sợ lắm. Cái nó saranghae của ông tôi sợ. Rồi bây giờ nhà hỏi người thân. Hỏi người thân đi. Nhà gái đi với ai cưng? Dạ em đi với hai người bạn thân của em. Em xin chào anh Quyền Linh với lại chị Ngọc Lan ạ. Em là bạn của Diệu Linh. Thì em thấy em trai này rất là dễ thương, hòa đồng, hát hay, tài giỏi. Thấy cặp đôi hôm nay đúng là tài và sắc ạ. Vậy là hợp ha. Dạ. Em đi với ai em? Dạ hôm nay em đi với mẹ em. À có mẹ hả? Dạ. Trời mẹ trẻ đẹp quá ha. Xin chào MC Quyền Linh và diễn viên Ngọc Lan. Dạ. Cô là Đỗ Thị Thanh Tâm, mẹ của Nguyễn Đăng Khoa. Cô cũng công tác trong ngành giáo dục. Nói về con trai của mình xíu là Nguyễn Khoa thì tính tình nó hiền lành, sống tình cảm và rất là có hiếu. Và Khoa chịu khó. Thật ra nãy thì cô có nghe bạn gái nói á, là sợ là con trai gia trưởng, nhưng cô dám bảo đảm với con rằng là con cô không phải gia trưởng. Và bản thân gia đình cô cũng là sống rất là thoáng. Nếu có duyên á thì hai đứa con gặp nhau và tìm hiểu thì cô tin rằng Khoa sẽ đem hạnh phúc đến cho con. Trời hay quá. Cảm ơn cô. Cô đảm bảo người lớn không có gia trưởng nha. Thôi bây giờ hai bên gặp mặt đi. Mở rào. Bắt đầu đi cưng. À, hôm nay anh có món quà, nước hoa anh mua từ Tây Ban Nha, phải chạy hơn 20 giờ bay rồi hơn hàng chục ngàn cây số đem về đây, chính gốc tại Barcelona. Dạ, yeah. Em cảm ơn. Anh gửi em. Em cũng có món quà tặng anh. Dạ. Nó là khung ảnh là để anh kỷ niệm. Hy vọng là nếu như có duyên á thì sẽ là hình của mình. Dạ. Hai đứa đứng gần lại chụp tấm hình cái bỏ vô khung ảnh đó luôn nè. Yeah. Đứng sát vô nè. Rồi có hình bỏ khung ảnh nha. Hai bạn ngồi đối diện nhau trò chuyện đi nào. Anh muốn hỏi em tí là anh á thì cần một người phụ nữ thì cũng đơn giản thôi, nhưng mà anh chỉ cái điều mà anh trăn trở mà cần nhất á là nếu như mình có duyên mình sống với nhau á thì em có chịu là về ở với nhà của anh không? Tại vì nó có lý do như thế này là vì ba anh mất sớm, mẹ anh thì ở một mình. Nếu bây giờ mà anh không ở gần mẹ thì mẹ anh chỉ có một mình thôi, vì em gái của anh là vừa rồi là đã đi học nước ngoài rồi. Em có chấp nhận là chịu mà về ở chung với gia đình anh không? Anh chỉ cần hỏi em câu đó thôi. Em thì em vẫn thích là ở riêng hơn. Ừ. Nếu như mà anh lo cho bác thì mình có thể có một giải pháp mà em nghĩ là ở gần bác và qua thăm bác thường xuyên. Ừ. Cái giải pháp này là anh thấy cũng hợp lý. Thì không sao hết, mình có thể ở rồi cuối tuần mình về mình thăm gia đình. Tại vì giờ anh cũng học nước ngoài, anh cũng tôn trọng quyền tự do hết. Anh cũng không ép buộc ai. Dạ em cảm ơn. Yeah. Giờ người ta có gia đình ta khoái ở với mẹ chồng lắm. Bởi mẹ chồng vừa giữ cháu nè. Đúng. Cơm nước nè. Lo lắng đủ thứ hết trơn á. Ở riêng là mệt lắm đó. Yeah. Với lại anh cũng nói thêm, mẹ anh là giáo viên mỹ thuật tiểu học, nên là hiểu được tâm lý của chị em. Nếu có gì thì có thể giúp đỡ được mình. Và mẹ anh nấu ăn rất là ngon. Nhờ vậy á, mà anh cũng qua nước ngoài cũng tự nấu ăn luôn. Nên là nếu mà ở riêng anh cũng vẫn phụ và nấu cơm được, nấu ăn được. Nên anh không phải là kiểu mà
em làm việc này thì anh làm việc kia, chứ anh không có để làm hết cho em làm một mình hết. Bên nhà gái cũng đi du học nước ngoài về đó. Dạ. Đúng không gái? Dạ. Em cũng từng đi Mỹ 4-5 năm. 4-5 năm mình đó hả? Dạ. Rồi bây giờ mình trao đổi chút xíu về cái chuyện hẹn hò đi các bạn. Anh không biết là cái thời gian rảnh của em á, là em làm từ thứ 2 đến thứ 6. Dạ, em làm từ thứ 2 đến thứ 6 và giờ hành chính. Ừ, anh còn... cũng là như vậy. Thì mình sẽ rảnh cuối tuần. Thì thường mình sẽ có những cái thời gian cuối tuần để dành cho nhau. Ví dụ như cuối tuần mình đi xem phim. Ví dụ em thích nghe nhạc Hàn Quốc thì mình có thể book những cái vé máy bay mình đi xem phim Hàn Quốc cuối tuần, ví dụ vậy. Hay là mình tập hát những bài hát Hàn Quốc, anh có thể đàn cho em hát, ví dụ vậy. Hoặc là em muốn hát thì anh có thể hướng dẫn cho em hát. Nhà trai tôi đưa ra hết vấn đề rồi đó. Được đúng không? Dạ. Với lại hồi nãy em có nghe bạn gái nói là bạn gái cũng muốn nghe một cái bài hát ngắn bằng tiếng Tây Ban Nha. Thì anh cũng xin phép hát một cái bài tiếng Tây Ban Nha. Bài này cũng thông dụng thôi, mình sẽ biết. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Que tengo miedo perderte después. Tiến tới chút xíu mình giao lưu về cảm xúc xíu đi. Bây giờ hai đứa nhìn nhau 30 giây và nói những cái cảm xúc của mình đối với người đối diện sau cái cuộc nói chuyện từ nãy giờ. Em thì thích tất cả những cái mà anh chia sẻ. Tại vì anh cũng từng đi du học, cũng khá là thoáng, cởi mở và tôn trọng ý kiến của em. Em rất cảm ơn vì cái điều đấy. Em cũng mong là mình có thể tìm hiểu thêm về nhau. Ừ. Thì anh thì anh cũng rất là quý em. Ngay từ cái nhìn đầu tiên thì những cái chia sẻ của em đúng là thật sự là khi chỉ có những người mà mình cùng đi ra ngoài, mình trải nghiệm thì mình mới nắm hết được những cái nhu cầu, những cái mong muốn. Thì thật sự những cái nhu cầu của em là rất là chính đáng. Nhưng mà có thể mình sẽ cùng nhau học hỏi cùng nhau. Nếu như mình có duyên thì mình sẽ cùng nhau học hỏi, tại vì không ai hoàn hảo hết. Ba bằng thạc sĩ cũng không là gì. Nên là mình sẽ cùng nhau học hỏi và cùng nhau cố gắng. Đúng rồi, ba bằng thạc sĩ nó lớn thật. Nhưng mà không có cái bằng lòng đó thì cũng khó lắm em. Đôi khi ba cái bằng thạc sĩ thua cái bằng lòng á. Bằng đó quan trọng lắm. Rồi hai đứa về vị trí, mình đưa ra quyết định đi các bạn. Mỗi bạn sẽ có quyền quyết định riêng cho trái tim của mình nha. Chúng ta bấm thì chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Mình đang đối diện với tất cả bạn bè, với gia đình của mình, với hàng triệu khán giả. Chúng ta không thể dối con tim của mình được. Quyền quyết định của các bạn sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Chúc mừng. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau nào. Nói với mẹ điều gì đi. Mẹ ơi, đầu tiên là con cảm ơn mẹ. Nhưng mà con nghĩ là những cái quyết định của con á, mẹ cũng đều là luôn luôn là hiểu và thông cảm cho con. Nhưng mà dù sao đi nữa thì con vẫn rất là thương mẹ. Và con thương mẹ bao nhiêu thì con cũng sẽ thương người phụ nữ con bấy nhiêu. Chúc cho các bạn trẻ thật là nhiều hạnh phúc trong cuộc sống này. Một nụ hôn đầu tiên. Xin phép hôn mẹ. Rất là đẹp ha. Gái tài gái sắc là đúng đấy. Và đây là những món quà dành cho các bạn.
Chương trình gửi tặng bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Hura là nhãn hiệu bánh bông lan từ BBK, được làm từ các nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, sữa thật, trứng tươi, có thể thay thế bữa ăn sáng và bữa ăn phụ mà vẫn đảm bảo chất dinh dưỡng cho một ngày dài năng động. Bánh bông lan Hura làm từ trứng. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn bếp điện từ Toshiba IC20S1BV, mặt kính cao cấp Hegon của Đức, có khả năng chịu lực và chịu nhiệt tốt. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn EMC, chịu lực 150kg, chịu nhiệt 600 độ C, hàng giờ nấu tiện lợi, an toàn khi sử dụng, điều khiển cảm ứng, thông minh nhanh nhạy, mâm nhiệt cao cấp, hiệu suất cao, thiết kế chống thấm hoàn hảo, tặng nồi lẩu inox cao cấp 2 lớp. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Chúc các bạn hạnh phúc. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn chị Ngọc Lan. Cảm ơn hai gia đình. Dạ. Như vậy là cặp đôi đầu tiên họ đã bấm nút hẹn hò với nhau. Hy vọng rằng ngày nào đó họ báo tin vui chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị nhé.